Hi, xin chào các bạn. Hôm nay Nhi quay lại clip với chủ đề là tình hình học tập, công việc và sự nghiệp sắp tới. Tại vì Nhi thấy là những hiện tại có thể là đang là trong giai đoạn đang transformation, chuyển biến, chuyển đổi, nên là rất là nhiều bạn, đặc biệt là các bạn sinh viên, các bạn mà còn đang học, cộng với việc là dịch Covid nên là rất nhiều bạn request nói về, hỏi Nhi về cái mà thông điệp cần nghe trong cái học tập sự nghiệp, nên là hôm nay Nhi sẽ trải bài cho cái gói này hơn. Và đây là ba tụ, tụ một là Thạch Anh Trong, tụ hai Tourmaline, tụ ba là cái gì quên rồi đó, nói chung là một cái đá thô rồi đó, quên mất tên luôn. 1, 2, 3, các bạn có thể post video để chọn xem tụ nào được thôi, thúc nhất không nhất thiết phải chọn một tụ, các bạn có thể chọn hết cả ba tụ hoặc là bất hai tụ, tùy các bạn thấy được thôi thúc. Hoặc các bạn không chọn được theo đá thì các bạn có thể nhắm mắt lại và số 1, 2, 3, số nào mà nảy lên đầu các bạn mà các bạn thấy được đó, thì nó sẽ là cái tụ đó ha. Ok, thì đây là tụ 1, 2, 3. Mình sẽ bắt đầu với tụ một chiếc nhé. Anh Trong ở đây. Ở đây đi ha. Một anh Trong. À, tại vì như sẽ không trải tụ. Kết nối với các bạn chọn tụ một. Các bạn chọn tụ một thì như thấy các bạn cái gọi là các bạn suy nghĩ đang bị tiêu cực quá đó, với lại suy nghĩ rất nhiều tiêu cực, cái là các bạn đang không thoát ra được khỏi những cái vòng tiêu cực đó của mình, kiểu như là các bạn thấy trong đầu các bạn toàn là màu đen và phía trước các bạn toàn là màu đen thôi á, nghĩa là chân trời phía trước nó không có cái gì tốt đẹp hay là có một cái cửa nào màu hồng mở ra hết. Hoặc là một cái thông điệp nữa là các đa số các bạn chọn tụ này sẽ là những người thích màu đen, thích mặc đồ màu đen, kiểu vậy, hoặc là thích cái kiểu dạng dark dark gì đó. Ngoài ra như thế thì một số bạn trong tụ này khá là nhạy cảm ha, khá là nhạy cảm, có nghĩa là các bạn nhạy cảm với chính bản thân mình á, kiểu giống như là có thể là một cái sự việc đó đến tác động với một người khác, người ta thấy bình thường, nhưng mà nhiều khi đối với bạn giống như bạn cảm thấy là trời sao tự nhiên người ta đối xử với mình như vậy, rồi các bạn nhạy cảm quá, các bạn suy nghĩ nhiều, overthinking. Có thể là cung nước, ở đây mình thấy kim ngư, song ngư, bò dại, cự dại, bò cạp, nhân mã, đó là những cái cung được pop up, nên là nếu mà các bạn không thuộc, nghĩa là cái birth chart các bạn á, như là điểm mọc, điểm cung mặt trăng, cung mặt trời nó không thuộc vào cái đó thì cũng không nhất, cũng không sao ha. Nói chung là mình chỉ đón nhận những thông điệp mà liên quan đến mình thôi. Thông điệp cho các bạn chọn tụ một, nói đó với các bạn chọn tụ một, thông điệp về công việc, học tập, sự nghiệp của các bạn chọn tụ một. Công việc, học tập, thông điệp về công việc, học tập, sự nghiệp của các bạn chọn tụ một. Ok, ở đây như thấy các bạn đang, ôi trời ơi bà nó nhảy, ở đây như thấy các bạn đang lo lắng khá nhiều về vấn đề tiền bạc, các bạn đang bị cái vấn đề nặng nhất các bạn đã chọn tụ một á, là các bạn bị áp lực với việc tiền bạc á. Tiền bạc ở đây không phải là của các, nếu mà có thể thôi ha, tại vì đây Nhi sẽ nói rất là nhiều cái, những cái thông điệp nào tới thì Nhi sẽ nói, và nó không nhất thiết là dành cho riêng cho các bạn học sinh, sinh viên, hoặc là nó có thể dành cho những người đi làm, nên là các bạn chỉ cần áp cái message đó lên cái mình, lên chính mình thôi không. Thì nếu mà các bạn sinh viên đi học á, các bạn bị một cái áp lực là giống như là các bạn đã dùng nhiều nhiều tiền của bố mẹ, các bạn đã trải qua cái ngành học ví dụ như 2-3 năm,
một thời gian dài. Bố mẹ đóng tiền rất là cực khổ, bố mẹ đầu tư invest tiền học các bạn rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ các bạn muốn chuyển hướng, các bạn muốn đổi sang một cái hướng nào đó theo ý các bạn, nên là các bạn bị cái lo lắng nhất là cái vấn đề tiền bạc sắp tới nếu mình chuyển hướng và cảm thấy có lỗi với bố mẹ, kiểu giống như nó một cái stress về cái vấn đề tiền bạc á. Cái thứ hai, thông điệp thứ hai như thấy là cái mục tiêu á, cái mục tiêu và cái mà các bạn muốn hướng tới khi mà các bạn học hay là ra trường, hay là nói chung nói thẳng ra là cái ước mơ các bạn á, là các bạn có thể kiếm được rất là nhiều tiền. Các bạn có một cái muốn là cái công việc mình làm ra nó sẽ có lợi nhiều tiền, để làm chi á, để mà có thể bù đắp lại cho ba mẹ, hoặc là lo lắng lại cho những người mà đã giúp đỡ mình trong vấn đề học tập, hoặc là lo lắng, hoặc là gọi là lo lại cho những cái khoản mà những cái người mà nuôi dưỡng mình thân thiết đã bỏ ra cho mình. Thông điệp học tập sự nghiệp. Ở đây như thấy một số bạn đang làm luận án với một người đó, với một cái bạn gọi là teamwork, có nghĩa là như không có rành nha, như không có rành cái việc mà các bạn làm luận án là phải một mình hay là làm với ai, nhưng mà ở đây như thấy có một cái sự hợp tác về mặt luận án. Luận án thôi chứ không không thấy là về cái gì khác. Thì cái người mà đang kết hợp với các bạn á, corporation với các bạn á, hay là collab với các bạn á, cái người này khá là hợp với nhau, có nghĩa là hai bạn teamwork với nhau rất là ăn ý, rất là ok, không ai cãi lộn với ai, không ai trái ý ai, hay là không ai gọi là khác chiều hướng, hay là gọi là gì, khác ý kiến nhau lắm. Đó là những cái thấy thông điệp các bạn chọn. Ở đây thấy chữ đậu đen, không biết là các bạn bị nhắc ăn đậu đen, hay là các bạn thích đậu đen, hay là xung quanh các bạn có cái món này. Và nếu như mà một số bạn á, thật ra đậu đen các bạn nấu nước lên nó sẽ có tác dụng, nấu nước mà không có đường nha, nấu đậu đen không, uống cái nước đó không á, nó rất là tốt, tại vì nó giống như là detox nè, nó thải độc và nó làm mát người mình á. Những người mà những cái bạn mà bị nóng, hoặc là đặc biệt những bạn bị tiểu đường, hoặc là tiểu đường á, huyết áp, xin lỗi cái này không dám, nhà không chắc không dám nói. Nói chung là nước đậu đen nấu đó là rất là ok, rất là mát, nhưng mà nên là mấy bạn có thể là một số thông điệp được nhắc. Cảm thấy nếu mà mình dạo này nóng lực quá thì nên uống. Tiếp theo là cái tụ một này rất là hối hả nha, có nghĩa là không có patience. Các bạn bị nôn nóng, các bạn bị nôn nóng rất là nhiều. Kiểu giống như một khi các bạn có một cái hướng đi mới, các bạn có dự kiến mới, hay là một cái gì đánh lóe trong đầu, hoặc là đơn giản là muốn mua một cái áo mới hay là cái quần mới, là các bạn phải muốn có liền, làm liền. Nên là nãy giờ bài nó cứ lật 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 mà kiểu không không còn biết gì, nhảy ra vậy. Okay, thông điệp cho các bạn, thông điệp công việc, học tập, sự nghiệp, công việc, thông điệp về công việc, học tập, sự nghiệp dành cho các bạn chọn tụ một. Cái đó các bạn chọn một. Ở đây như thấy một cái nữa là có thể là thầy cô giáo, hoặc cái người mà có quyền lực, có thể là sếp các bạn, hoặc là ba mẹ các bạn, nói chung là cái người nào có quyền lực mà các bạn sợ lắm. Có vẻ như là họ đang kiểu giống như là lăm le, phải lăm le, dùng từ là răng đe, hoặc là kiểu canh chừng, giống như là I'm watching you á, kiểu kiểu như là học hành sao coi chừng tao các kiểu, hoặc là làm việc sao coi như thế nào, kiểu lúc nào cũng cũng canh me canh chừng bạn á, cần canh chừng để mà nhắc nhở bạn á, để bạn đừng có ham chơi, hay là bỏ học, hay là đừng có ham chơi quá rồi không tập trung học, hoặc là đừng có mê mê này mê kia quá, hay là mê social media quá mà không tập trung cho công việc, kiểu như vậy á. Công việc học tập, công việc sự nghiệp,
Công việc về công việc sự nghiệp học tập các bạn chọn một bậc. Ở đây như thấy có vẻ như là dạo gần đây ha, một số bạn thì bắt đầu cảm thấy cái tiếng nói của đứa trẻ bên trong, hoặc là tự nhiên các bạn cảm thấy là mình muốn làm cái điều mà hồi nhỏ mình ước mơ chứ không phải là cái mà mình đang học bây giờ, hoặc là cái mình đang làm bây giờ, nhưng mà kiểu các bạn vẫn bị stuck, bị kẹt lại giữa cái việc là mình có nên làm theo cái mà mình được thôi thúc hay không, làm cái như nó chỉ là lén lên một xíu thôi chứ nó không phải là kiểu mà thôi thúc quá nhiều đâu. Nghĩa là các bạn có một số bạn cũng phải là lén lên rất nhiều, nhắc bạn rất là nhiều, nhưng mà có một số bạn cũng kiểu hơi hơi chợt lóe lên thôi, thì các bạn cân nhắc những cái việc mà cái ước mơ đó, cái suy nghĩ đó nó mới chớm thôi, còn cái này là công việc hoặc là cái sự việc mà xin lỗi, cái sự học tập của mình nó đã theo mình rất là lâu rồi, mình đã đi nó rất là dài rồi, mình theo đuổi rất là dài rồi, liệu mình có nên bỏ cái đường mình đang đi để mà làm cái việc mới chớm nở đó hay không. Nên là các bạn luôn cố gắng cân bằng cái tiếng nói bên trong của mình á, nghĩa là higher self và shadow self, có nghĩa là cái tiếng nói mà thúc đẩy bên trong hay là làm đi, một cái tiếng kia là thôi đừng làm, kiểu như ego đó các bạn luôn cố gắng cân bằng cái emotion, cái cảm xúc đó của mình. Cân bằng thì cân bằng, nhưng mà ở đây như thấy các bạn bị nghĩ nhiều lắm, sống trong suy nghĩ khá là nhiều. Thông điệp học tập sự nghiệp công việc sắp tới của các bạn chọn cụm một, các bạn kết nối với các bạn chọn cụm một, thông điệp học tập công việc sự nghiệp sắp tới các bạn chọn cụm một. Okay. Ở đây Nhi thấy nha, các một là có cả các bạn, hai là một số thôi nhưng mà nó nhẽ số nhiều lắm. Các bạn bị cũng có vấn đề đó là codependence, về đặc biệt là vấn đề tiền bạc, nghĩa là các bạn bị lệ thuộc, phụ thuộc vấn đề tiền bạc. Chính cái việc mà sợ hãi về mặt tiền bạc nó kiểm soát các bạn á, làm cho các bạn không có, thứ nhất là không có một cái góc nhìn nó rộng mở ra, nghĩa là các bạn luôn giữ một cái niềm tin cũ, một cái niềm tin hạn hẹp là bây giờ phải có tiền thì mình mới học được cái ngành đó, hoặc là phải có sự support của bố mẹ, hay là phải có cái người đầu tư invest tiền bạc, hình như là phải có một cái sự hiện hữu về mặt tiền bạc từ một cái người nào đó mà mình phụ thuộc, mình lệ thuộc á, thì mình mới có thể làm cái điều mình muốn, thì mình mới dám bước tiếp. Nên là cái mặt năng lượng các bạn á, ở đây thấy năng lượng cảm xúc và cả tâm trí các bạn á, nó up and down liên tục luôn á, nó giống như là cái tàu lượn siêu tốc, lâu lâu lộn lên lâu lộn xuống kiểu vậy mỗi ngày. Ở đây như thấy trực giác ha, là như thấy cái trực giác các bạn mách bảo á, là giống như là đã đến lúc phải lựa chọn á, có thể là ở đây một số bạn thôi, nghĩa là nói chung là mấy bạn hãy đón nhận thông điệp một cách liên quan đến mình thôi ha, tại vì một cái tụ nó sẽ rất là nhiều người chọn vô, nên là nó rất là nhiều thông điệp khác nhau. Nên các bạn không có dám buông bỏ cái việc mà mình lệ thuộc á, mình bị lệ thuộc, mình bị kiểm soát tiền bạc, các bạn không dám thả mình ra, các bạn không dám tự bước đi á, nên cái việc đó nó block luôn cái việc mà có những cái tín hiệu, là có những cái sự support để mà đẩy các bạn đi xa, hoặc là giúp các bạn có thể buông bỏ được cái hành trình không thuộc về mình mà đi đến cái ước mơ, cái hành trình, cái chặng đường dành cho mình, hoặc chỉ đơn giản là khi mà các bạn không bị những cái negative energy đó nó che
nó làm mờ đi, nó block đi, làm cho các bạn không đủ, không có thể nhìn thấy được cái con đường phía trước, hoặc là mở ra được nhiều cái hướng phía trước. Giống như là luôn luôn tin vào việc là giờ chỉ có bố mẹ mới lo được cho mình thôi, chứ giờ ai lo được á. Thì chính cái niềm tin hạn hẹp đó, cái niềm tin mà bị limited đó, nên là các bạn nó block luôn những cái good energy, những cái new energy, những cái nguồn năng lượng tốt nè, những cái abundance nữa, là những cái hưng thịnh, những cái nguồn năng lượng hưng thịnh, và đặc biệt là cái sự support của từ vũ trụ á, cái sự giúp đỡ từ vũ trụ đến để mà mở cho các bạn thấy một cái lối đi khác, hoặc là không hẳn là lối đi khác mà mở cho bạn thấy một cái hướng về mặt tiền bạc khác, có thể hỗ trợ cho bạn đi tiếp tục cái con đường này, nhưng mà với một cách độc lập hơn, tự lập hơn, và các bạn cảm thấy freedom hơn. Tại vì một khi mà các bạn bị kiểm soát, các bạn luôn luôn có một cái sự lo sợ về mặt tiền bạc, luôn phụ thuộc vào một cái người nào đó, một cái nguồn năng lượng nào đó, thì nó lúc nào các bạn cũng sẽ feel, và các bạn sẽ luôn cảm thấy là mình sẽ luôn bị kiểm soát bởi một người đó. Có thể là bố mẹ sẽ không có kiểu mà bắt ép các bạn học cái ngành các bạn muốn, hoặc là làm cái nghề các bạn muốn, hoặc đặc biệt là kể cả sếp hay gì, nhưng mà bên trong thâm tâm mình sẽ luôn có cảm giác là có một cái sự control từ bên trong của mình không thể nào mà thoát nó ra, mình không thể nào tự do hay là như thế nào hết. Vì thế mà nó block cái phần mà nãy như vừa nói hơn. À, vừa nói các bạn, đây là một cái trải bài mang tính kết quả mở, nên là Nhi không cổ súy, hay là Nhi không nói đến, đặc biệt là kết quả mở, thì Nhi sẽ không nói kết quả nó sẽ cụ thể chi tiết, hay là nó phải như vậy, hay nó chắc chắn như vậy. Nó là kết quả mở, và kết quả trải bài nó sẽ thay đổi dựa trên cái năng lượng của cái người chọn cái tụ bài á. Nên là các bạn chỉ cần lắng nghe cái thông điệp và tự hỏi bản thân mình, thì những cái thông điệp, những cái guideline được gửi đến để mà cho các bạn có một cái thêm những cái thông tin, những cái hành trang để mà mình tự đưa ra, nghĩa là mình có thêm sức mạnh, hoặc là mình có thêm những cái tư liệu để mà mình cuối cùng mình tự bản thân mình sẽ quyết định được cái hướng đi cho mình, tự bản thân mình sẽ đưa ra cái choice cho mình. Thì Nhi nói thẳng luôn á, là bất kể một cái lựa chọn nào, một cái choice nào của các bạn á, nó cũng sẽ là mang một cái hướng đúng đắn hết á. Chỉ cần là các bạn lắng nghe bản thân mình thôi, hãy làm cái gì mà cái trái tim của bạn cảm thấy nó thật là thoải mái, là đơn giản là các bạn cảm thấy nó thật sự là nhẹ lòng, nó thật sự là freedom từ bên trong cái trái tim của mình đó. Ha, à, nói trước để mất công, có nhiều bạn sẽ không hiểu được, mà sẽ luôn kiểu mà bị stick vô cái phần mà kết quả trả bài, như là tụ một chẳng hạn kêu là buông bỏ, thì các bạn tự nhiên các bạn nghỉ học, các bạn nghỉ làm. Ngon, chúng ta hãy là người xem tarot thông minh. Ok, thông điệp về công việc, sự nghiệp, học tập mà các cái đây như thấy có một số bạn, một là thích hoa, hai là đang làm việc trong cái shop hoa, hoặc là nói chung là làm các công việc, hoặc là học cắm hoa, tất cả cái gì liên quan đến hoa, hoặc là đến thiên nhiên, đến cây cối, hoặc là đến với đồ nature, có nghĩa là đồ đến từ Mother Earth, organic đồ các bạn, tất cả luôn, có thể là xà phòng tự nhiên, tinh dầu thiên nhiên, ba lô sát các kiểu vậy á. Bài nó rớt. Thông điệp cái tụ này ha, trong lòng các bạn nặng nề lắm, các bạn nặng gánh dữ lắm. Và các bạn có một cái thói quen là các bạn hay ôm hết những cái điều này vô lòng đó. Và các bạn hay ôm hết những cái năng lượng tiêu cực lẫn tích cực, nhưng mà đây như thấy tiêu cực nhiều hơn, và các bạn có được một cái là các bạn không không biết cách xả cái nguồn tiêu cực đó ra, hoặc là không biết cách transfer, nghĩa là chuyển hóa cái nguồn năng lượng tiêu cực thành một cái nguồn năng lượng tích cực, mà hầu như các bạn sẽ rất là dễ ôm hết những cái năng lượng tiêu cực đó vô trong mình, giữ trong mình vậy đó.
công việc, sự nghiệp, học tập, các bạn cần được một. Như sẽ trải thêm mấy lá tarot nữa, xong rồi như sẽ trải đến những cái phần oracle ha. Thì oracle nó sẽ cho các bạn guideline rất là nhiều và có những cái hướng đi. Đúng luôn ha. Thì ở đây trải bài là cái kết quả mở, không có bóc ốp một kỳ một cái thông tin hay kết quả nào hết. Nhưng mà ở đây coi như thấy là sắp tới hết số 9, nên là không biết là liên quan đến 9 tuần, 9 tháng hay là nói chung là có một con số 9 trong đây, 9 hoặc 10 đó các bạn. Các bạn sẽ có nhận được, các bạn sẽ có một cái người đàn ông, hoặc là cái người đó mang tính nam nhiều, người ta sẽ đến đưa cho bạn một món tiền, giống như người ta cho bạn một cái món tiền, người ta giúp đỡ bạn một cái món tiền để mà bạn có một cái món tiền nhỏ thôi, đây không hay lớn lắm, vừa đủ. Nói chung là người ta support cho bạn cái món tiền để mà bạn có thể làm được cái điều mà bạn muốn đó, là một. Cái thứ hai là cũng sẽ có một người đem đến cho các bạn một cái nguồn cảm xúc mới, hoặc là một cái chi giác mới, một cái nhận thức mới, hoặc là một cái trực giác mới. Đương nhiên cái người này có thể là vũ trụ chẳng hạn, hoặc là một cái người mà người ta có một cái kinh nghiệm trong cái cộng đồng chữa lành, hoặc là người ta có thể là tarot reader, tarot healer, hoặc là bất kỳ một người, một bạn nào đó, một người nào đó đã đi trên cái chặng đường chữa lành rất là lâu, người ta đưa thông điệp hoặc là bất kỳ một cái kiến thức nào để mà có thể giúp các bạn thông thoáng và có một cái chọn, đưa cho mình ra một cái quyết định đó. Có một cái đó là các bạn phải làm việc với bản thân mình rất là nhiều, đặc biệt là cái vấn đề phán xét. Ở đây nó ra lá judgment, thì ở đây như thấy có hai lớp nghĩa. Hay có hai cái thông tin pop up, là một là các bạn sẽ phải làm việc rất nhiều về cái vấn đề phán xét bản thân, hay là cứ nghĩ rằng là cái việc mà các bạn không nhìn nhận được cái mà hướng đi mới, hay là cái niềm tin hạn hẹp mà luôn luôn phụ thuộc vào tiền bạc này nọ đó, hoặc là một bất kỳ một cái niềm tin cũ hạn hẹp nào mà các bạn nghĩ là mình không đủ khả năng, mình chưa đủ giỏi, rồi chắc gì mình học được cái ngành đó, chắc gì mình làm được cái nghề đó, chắc gì mình vô được cái công ty đó, chắc gì mình phỏng vấn đầu đó, tất cả những cái câu hỏi mà cứ chắc gì đó, đó là cũng là thuộc dạng là xếp vào cái việc mà phán xét bản thân, hay là thuộc về cái niềm tin cũ. Thì sắp tới các bạn sẽ phải làm việc với cái ego, cái phiên bản bóng tối các bạn rất là nhiều về vấn đề này. Và một số bạn, hoặc là có thể là một số bạn có thể là sắp tới cũng sẽ đưa ra cái quyết định của mình, đưa ra cái thông báo của mình về cái hướng đi sắp tới, thông báo cho mọi người, thông báo cho những cái người thân quen, bạn bè, đồng nghiệp, hoặc là sếp gì đó về cái hướng đi sắp tới, hoặc chỉ là đứng lên tuyên bố là tôi không làm cái nghề này nữa, hay là đứng lên tuyên bố là em muốn chuyển ngành, hoặc là đứng lên tuyên bố là ok con không cần sự, nghĩa là con không phải không cần, nhưng mà kiểu như là có thể là con có thể tự làm thêm kiếm tiền, hoặc là con có một cái nguồn support khác để mà có thể làm cái ngành con muốn, kiểu như vậy các bạn, kiểu như mình tuyên bố lên đó. Cái điều này sẽ đến trong vòng cũng khá là nhanh các bạn ha, tuần hoặc là theo tháng. Nói chung là trong vòng vài tháng thôi á, hoặc là trong vài tuần, hoặc là mấy ngày, tùy vào mỗi bạn khác nhau thôi. Đó giống như là một cái sự awakening, một cái sự thức tỉnh, tùy vào cái chặng đường mỗi người. Và cuối cùng đây, như thấy là vũ trụ sẽ cho các bạn lựa chọn á, lựa chọn cái hướng đi đó. Okay, bây giờ mình sẽ qua oracle ha. Thì thường cái trải tarot á,
nó sẽ pop up những cái vấn đề, những cái energy, những cái gọi là vấn đề, cái giống như là update cái phần mà các bạn đang đặt vấn đề gì, cái năng lượng các bạn ra sao, cái emotion các bạn ra sao, kiểu như vậy ấy. Cái quan trọng là cái phần Oracle của các bạn. Ok, lúc đó các bạn chọn tụ một thông điệp, công việc, sự nghiệp, học tập. Các bạn chọn tụ một cái đó, các bạn chọn tụ một thông điệp, công việc, học tập, thông điệp về công việc, học tập, sự nghiệp của các bạn chọn tụ một. Các bạn có lá liberation này. Cái lá này có nghĩa là tự do. Thì cái tự do ở đây các bạn có thể hiểu là các bạn muốn freedom cái trái tim của mình, các bạn muốn freedom cái cuộc sống của mình, các bạn muốn freedom cái mind của mình hay cái linh hồn của mình. Thì đó, tất cả đều là cái việc mà các bạn sẽ là chọn cái việc. Đây là một cái thông điệp được nhắc, giống như là hãy chọn cái sự tự do của mày. Hãy lắng nghe xem làm cái điều gì đó, làm cái việc gì đó, hay là cái đường đi nào đó, hướng đi nào đó mà nó đem lại sự tự do từ chính bên trong các bạn á. Các bạn có lá surrender. Surrender này có nghĩa là đầu hàng á. Thì ở đây muốn nói là đầu hàng ở đây có nghĩa là đầu hàng trước những cái sự thay đổi, biến đổi. Đầu hàng trước, có thể là đầu hàng trước kể cả những cái niềm tin hạn hẹp, niềm tin cũ, những cái suy nghĩ cũ, cái nhân sinh quan logic cũ, và đầu hàng trước những cái sai, những cái tín hiệu mà đến từ vũ trụ. Các bạn có the lovers, mặc dù công việc sự nghiệp, nhưng mà các bạn, những bạn này chắc có một số bạn sẽ có một tình yêu, một người soulmate nào đó sẽ xuất hiện ha. Và đương nhiên là Nhi sẽ không đi sâu về vấn đề tình yêu trong clip này. Nhi sẽ có clip tình yêu riêng. Ok, thông thông điệp, thông điệp công việc, sự nghiệp, học tập. Các bạn chọn tụ một thông điệp, công việc, học tập, sự nghiệp của bác chọn, của các bạn chọn tụ một kết nối với các bạn chọn tụ một. Các bạn chọn tụ một, nếu mà không hay ăn trái cây á, thì như thấy có một cái thông điệp là nhắc là ăn trái cây ha, đặc biệt là bổ sung vitamin C và trái nho. Trái nho có vitamin gì ta không biết nữa, nhưng mà thấy vừa bóc tóc là vitamin C, cam gì đó, với lại trái nho. Còn nếu mà bạn nào hay ăn hay là thích ăn mấy món đó thì tiếp tục ăn. Thông điệp, công việc, sự nghiệp, học tập, các bạn chọn tụ một. Các bạn có lá Keepers of Earth. Keeper rất này là you are not alone, nghĩa là bạn không có một mình đâu, nghĩa là cái tổ tiên, á, ông bà tổ tiên các bạn luôn luôn bên cạnh các bạn. Các bạn sẽ không bao giờ một mình hết. Thì cái lá đó muốn nói rằng á, là những cái lời cầu nguyện, cầu xin, đặc biệt là những bạn nào mà có cái sự kết nối với ông bà tổ tiên của mình, hoặc là luôn cảm thấy được thôi thúc về một cái miền đất nào đó, hay là một cái vùng văn hóa nào đó, có thể là Ai Cập, Hy Lạp, hoặc là Pháp, Paris, hoặc là Mông Cổ, Tibet đó. Thì giống như là mình có một một cái sự kết nối và luôn luôn thích, luôn tìm hiểu những cái đó từ hồi nhỏ đến giờ, thì nó cũng là một cái dạng như là ông bà tổ tiên, cái kiểu ancestors các bạn. Rồi, và có một lá nữa, the age of light. Ý muốn nói rằng cái sự khó khăn hiện tại, cái việc mà các bạn đang đối mặt,
cái việc mà các bạn phải làm việc rất là nhiều, rất là khó khăn, tự nhiên nó đùng cái nó xảy đến với mình là mình rất là bưng, làm rất là nhức nhối, không biết phải làm sao đây, rồi không biết mình phải giải quyết như thế nào đây. Thì cái khó khăn đó, cái sự kiện đó, cái cột mốc này nó xảy đến, nó đến với các bạn là để phục vụ, không phải, xin lỗi, để train các bạn, để training các bạn cho một cái hành trình dài sắp tới, hoặc là cho một cái kiếp sống làm con người ở kiếp này. Nghĩa là có thể là giống như các bạn đang bị thiếu cái việc mà independence đi ha, thì các bạn đang được train, các bạn đang được thử thách, đang được gửi bài test, đang được train để mà các bạn học được, các bạn học independence, nghĩa là tự lập, độc lập. Còn những bạn này ví dụ như mà thiếu về sức mạnh đi, nghĩa là thiếu về nghị lực, nội lực á, thì đây là cái giai đoạn vũ trụ đang train bạn, đang gọi là train, tiếng Việt là cái gì ta, họ không rõ nữa, không không biết, nói chung là train bạn để các bạn có thêm một cái mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, có nghị lực hơn để mà làm được cái điều mình muốn đó. Đây. Tất cả những cái điều khó khăn này, những cái sự việc này á, nó đến, nó tất cả cũng cuối cùng cũng chỉ là phục vụ cho cái chặng đường các bạn, phục vụ cho chính bản thân các bạn thôi, cho cái sự phát triển về mặt linh hồn của các bạn, chứ cũng đâu phục vụ cho ai khác. Các bạn có warrior woman ở đây, cái câu, cái lá này á, nó có một cái câu dưới là ý nói là mày đã từng có cái câu trả lời thật là sâu bên trong chính trái tim mày chưa, có nghĩa là có thể là các bạn đã có một cái, câu trả lời bên trong của mình rồi, các bạn có một cái quyết định của mình rồi, các bạn có một cái decision, cái sự lựa chọn của bên trong của mình rồi, mà các bạn chưa dám dũng cảm đứng lên cầm kiếm để mà bước đi, để mà dứt ra khỏi cái những cái sự kìm kẹp, những cái còn cái kìm hãm các bạn, thì các bạn vẫn còn fear, các bạn còn sợ. Công việc, sự nghiệp, học tập, cho các bạn, đó, cho các bạn ở vùng một. Dance with life, do something to change your energy, là hãy làm một cái điều gì đó để thay đổi cái energy của bạn. Thì tự nhiên nói là các bạn đang bị block cái phần energy á. British. Cái này như đó là thiết British này, British này thì muốn nói là bạn đã được kêu gọi để mà đứng lên và lead, có nghĩa là dẫn đầu như thế nào. Thì ở đây muốn nói là có thể là những cái guardian angel các bạn nhắc các bạn, trực giác các bạn nhắc các bạn, hoặc là với một số bạn á, với một số bạn mà đã đi một cái chặng đường chữa lành, hoặc là hoặc là đã thức tỉnh vài lần trước á, thì các bạn sẽ biết được cái kiểu một cái tiếng gọi, cái sự mách bảo từ trái tim của mình, nó đang kêu mình đứng dậy và lead như thế nào. Nghĩa là hãy nhớ lại cái cảm xúc đó đó, hãy nhớ lại cảm xúc mà khi mà mình luôn được thôi thúc từ chính cái tiếng nói từ bên trong, như là cái tim mình luôn đòi cái sự tự do, hay là nó làm cho mình phải suy nghĩ lấn cấn cái việc mà mình, cái hướng đi mình đang làm, hay là cái việc mình lựa chọn mình đang làm á. Thì cái lá này nó muốn nói như vậy. Và nãy có một cái lá là do something to change your energy, là hãy làm một cái điều gì đó để mà thay đổi cái năng lượng của bạn. Thì nó đang nói giữa chừng là các bạn đang bị block cái phần năng lượng, các bạn đang bị đè nén cái phần năng lượng của mình, nên là nó đang không được express ra, nó không được bày tỏ ra. Thì các bạn có thể việc chọn những cái việc như là hát nè, nhảy múa các bạn, nếu mà bạn nào mà nhà mà gần biển gần sông, hoặc là nói chung là nhẹ, mấy bạn không ngại, các bạn có thể đứng các bạn hét lên á, các bạn hét to lên, các bạn hét cho khang cổ họng cũng được nữa, hét những cái mà các bạn đang khó chịu trong lòng đó. Hãy bung nó ra, hãy xả nó ra, các bạn có thể vẽ cũng được nè, hoặc các bạn khóc cũng được, nếu mà các bạn cảm thấy đè nén, cảm thấy là tự nhiên lúc đó muốn khóc cứ khóc luôn,
thì cái việc đó nó sẽ express được cái nguồn năng lượng negative mà nó đang bị tắc nghẽn, nó đang bị che đi những cái mà các bạn đang không nhìn thấy. Và sau khi các bạn express được cái điều đó thì các bạn sẽ nói sao ta, các bạn sẽ tự các bạn sẽ biết được các bạn phải làm gì. Đúng rồi đó, nó như vậy đấy. Tiếp là thì cái thông điệp này là về học tập và sự nghiệp, nên là Nhi sẽ nói chung chung, nên là nó cũng các bạn cứ chỉ cần là hiểu nó một cách mở ra và áp những cái thông điệp nào, áp thông điệp này vào cái cuộc sống hay là cái vấn đề hiện tại mình đang gặp á, để mà xử lý nó thôi. Thông điệp công việc sự nghiệp học tập, thông điệp là công việc sự nghiệp, các bạn cần tụi mình. Thông điệp công việc sự nghiệp học tập của các bạn chọn được một, cái đó các bạn chọn được một. Ôi, các bạn có lá believe and success nè đó, hãy tin tưởng vào bản thân mình, hãy tin vào cái sự giúp đỡ từ vũ trụ. Tại vì đơn giản là các bạn muốn đi, hay các bạn chỉ là có một cái câu hồi đâu, có một cái câu trong một cái bộ oracle là kiểu như là mày đi trước đi, vũ trụ sẽ nâng đỡ mày đi sau, kiểu vậy đó các bạn. Hãy believe and success, các bạn cứ go for, hãy tin tưởng vào bản thân mình, hãy tin tưởng vào cái con đường mình, tin tưởng vào sự quyết định của mình. Đây, một lá nữa là balance. Balance này, ở đây cái lá balance cân bằng này á, thì đây Nhi thấy á là các bạn cần phải, thật ra cũng không cần phải đâu, tại vì các bạn có thể là cũng cần phải các bạn phải tỉnh táo quan sát được cái sự thật. Ở đây chỉ thấy được chữ sự thật, hoặc là các bạn sắp tới các bạn sẽ được guide, được dẫn dắt, kể cả trong giấc mơ hoặc là bất kỳ một cái khoảnh khắc nào trong cuộc sống bình thường, kiểu là các bạn sẽ nhận ra được một cái sự thật mà mình luôn, một cái sự thật mà nó thuộc về công việc sự nghiệp tập các bạn. Giống như sự thật có thể là gì nè, có thể là các bạn nhận ra một cái điều là mình có thể làm được cái điều đó bởi một mình thôi, chứ không nhất thiết là phải có bạn bè hay có đội nhóm hay là có sự hỗ trợ về vật chất từ gia đình hay là từ bất kể một cái tổ chức nào, hoặc là nói chung là bất kể một cái sự thật nào đó nó sẽ xuất hiện sớm hơn. Và một cái ý nghĩa thứ hai đó là các bạn cân bằng lại cái masculine và feminine bên trong người mình, là cân bằng với cái việc trực giác và cái hành động, cái action của các bạn. Nếu mà trực giác các bạn mách bảo bạn có làm điều gì á, thì cái action, nghĩa là cái hành động, cái việc làm, cái mà các bạn do it nó, thì nó cũng phải được cân bằng với cái trực giác được mách bảo ra. Hãy luôn tin tưởng mà mở rộng trái tim mình ha, mở rộng trái tim mình, mở cái phần trực giác luôn xa con mắt thứ ba và cái phần ground chakra, phương sau vương miện, để mà đón nhận những cái tín hiệu, những cái sign, những cái sự mách bảo đến từ vũ trụ, đến từ spirit guide của các bạn. Đây là cái cơ hội để mà các bạn có thể breakthrough, là bứt phá và vượt lên khỏi cái khả năng của mình, làm một cái điều đó, đi một cái hướng nào đó mà các bạn luôn khao khát. Có daydream and decision. Đây, đã đến lúc đưa ra quyết định của mình. Daydream có nghĩa là những cái ước mơ, những cái hoài bão các bạn, và decision, đến lúc các bạn phải lắng nghe nó và đưa ra quyết định của bản thân mình. Thông điệp các bạn chọn tụ một, thông điệp công việc học tập sự nghiệp
của các bạn chọn tôi. Có một cái nữa là một là các bạn, một số bạn tuần 1 đang coi đến khúc này á, các bạn cảm thấy tức ngực hoặc là các bạn cảm thấy muốn vỡ òa cái cảm xúc mà muốn khóc ra thì hãy khóc ha. Còn hoặc là các bạn tuần 1 á, dạo gần đây các bạn luôn có cảm giác là bị tức ngực, bị cái gì đó đè nén á, thì đó là một cái sign, một cái tín hiệu để mà nhắc nhở mình lắng nghe, đi vào lại bên trong cái bản thể bên trong của mình, cái tiếng nói trái tim của mình. Tức ngực lắm á các bạn. Ok, các bạn có family. Cảm giác ha, đây là như cảm thấy cảm giác là có thể cái tụ một này có một số bạn đang muốn chuyển hướng làm healer hoặc là làm những công việc liên quan đến chữa lành như tarot reader, tarot healer, reiki, sound healing, hoặc là làm những công việc mà muốn giúp đỡ người khác về mặt năng lượng, các bạn muốn đi chữa lành người khác á. Đó là cái mình thấy. Đây các bạn có writing nè. Các bạn có family. Cái family ở đây á, đó như thấy tụ một á, có nghĩa là cái việc mà chữa lành hay cái việc mà các bạn làm cái gì, làm các bạn chọn cái hướng nào đi chăng nữa thì thật sự á, cuối cùng á thì mình cũng sẽ kiểu là có một cái sự kết nối với gia đình, mình cũng sẽ quay về với gia đình và mình cũng sẽ chữa lành cho gia đình của mình. Giống như gia đình là một cái nguồn gốc, một cái cốt lõi mà bạn không thể nào mà bạn muốn vứt là vứt hay là bạn muốn bước đi là bước đi. Nó luôn có một cái sự kết nối chặt chẽ mà gọi là divine á, linh thiêng á. Nó có thể giống như có thể là bạn sẽ tách ra khỏi ba gia đình, bạn đi một cái nơi nào đó, bạn sống một nơi nào đó, bạn luôn luôn đi ra khỏi bất kỳ nơi đó, bạn có thể là bạn cắt liên lạc gia đình luôn cũng được nữa. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì bạn sẽ tìm về cái cội nguồn của mình, bạn sẽ quay về gia đình của mình để mà có thể là chữa lành những cái phần còn lại, những cái phần mà bị tổn thương từ gia đình, hoặc là hàn gắn lại những cái mối quan hệ với những cái thành viên khác trong gia đình, với chính bản thân mình. Tại vì nó là cái gốc cây mà các bạn đâu thể nào mà, các bạn là cành lá, các bạn là hoa, các bạn phải sinh ra từ gốc cây. Thì dù bây giờ cái cây nó có bị đứt đi nữa thì các bạn thấy là nếu mà vẫn còn đất, vẫn còn nước, vẫn còn trời mưa thì đương nhiên là cây nó vẫn tiếp tục phát triển và các tiếp tục lại sinh ra các bạn nữa, đúng không? Thì đó là cái thông điệp mà Nhi thấy và nó được nhắc nhở. Nên là đừng quá lo lắng hay là cảm thấy là blaming yourself, nghĩa là cảm thấy mình có lỗi, cảm thấy mình phải có trách nhiệm, cảm thấy mình phải này nọ. Có thể bây giờ gia đình hoặc là mọi người hoặc là những cái người khác, người ta không hiểu được cho cái hướng này của các bạn. Nhưng mà Nhi nghĩ là một thời gian sau, hoặc là một khoảng thời gian sau, sau khi mà các bạn đã đủ trưởng thành và đủ lớn, đủ chữa làm cho đủ chữa lành cho chính bản thân các bạn, và đủ gọi là phát triển về mặt tâm linh, phát triển về mặt ý thức, và có thể là các bạn đã bắt đầu vững về mặt tiền bạc chẳng hạn, là các bạn có thể lúc đó thì các bạn nhìn nhận lại sự việc nó sẽ khác, nó sẽ là một cái hướng khác, là một cái góc nhìn khác. Nó không phải là những cái góc nhìn mà lúc mà mình quyết định bỏ rơi gia đình hay là mình bỏ đi nữa. Cái bộ oracle này là cái bộ là life purpose, có nghĩa là nó sẽ ra những cái thông điệp hoặc là những cái job mà nó phù hợp với các bạn hoặc là nó phù hợp với đam mê các bạn. Thì ở đây có writing, có nghĩa là nó liên quan đến những người mà có thể là chữa lành nè, truyền cảm hứng nè, dạy học nè, entertainment là giải trí nè, và làm nhà thơ, nhà văn, kể cả nhạc sĩ sáng tác, nói chung những công việc liên quan đến viết lách, những công việc gọi là sáng tác, xuất bản, soạn thảo, kiểu vậy đó. Heart desire, các bạn đang được đội bảo, thứ nhất là các bạn đang được đội guardian angels, là đội bảo hộ thiên thần, đang support bạn rất là nhiều, đang hỗ trợ các bạn rất nhiều, đang dẫn dắt các bạn, đang guiding và đang protecting you as your dreams become ready. Có nghĩa là luôn luôn Guardian Angels, các bạn sẽ luôn luôn
dẫn dắt các bạn, hỗ trợ các bạn, bảo vệ các bạn, như mà y như là cái ước mơ, cái hoài bão các bạn sẽ trở thành một cái sự thật đó. Nghĩa là đội bảo hộ thiên thần, đội thiên thần các bạn sẽ dẫn, sẽ làm, sẽ giúp bạn đạt đến cái điều đó, sẽ đưa lối cho bạn đạt được cái điều đó, cái mong ước đó các bạn. Heart desire, desire tiếng Anh là gì ta? Cái chắc nhìn 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 sẽ nói là nhìn hiểu nha, đó là cái hoài bão, cái mà các bạn luôn khao cần, hoài bão á, cái mà mình định hướng, định định hướng định hình, hoặc là mình luôn tô vẽ cho cái trái tim của mình muốn có đó. Thì nutrition, một thông điệp thứ nhất, một là các bạn đang được nhắc kiểm tra lại cái phần nutrition của mình, nghĩa là phần dinh dưỡng của các bạn cái phần, những cái phần dinh dưỡng mà nạp vào người á. Hoặc là có một số bạn sẽ được, có một cái thông điệp là một số bạn sẽ làm về nutrition coaching hay là nutrition trainer, nutrition books chẳng hạn. Nếu mà một số bạn đang có cảm hứng hay là được thôi thúc làm về nutrition thì đây là một cái sign ha, là một cái tín hiệu ok là bạn đang đi đúng đường, đúng hướng, hoặc là đang là một cái sign gọi là gợi mở cho bạn chẳng hạn, để mình có thêm có nhiều cái hướng đi, cảm hứng để làm được thêm nhiều cái việc mới khác mà mình nghĩ là mình không làm được. Speaker là một số bạn có thể làm nhà diễn giải, hoặc là một người có tiếng nói trong cộng đồng. Cộng đồng ở đây không nhất thiết là phải là to lớn đó các bạn, một cộng đồng, một cái group nhỏ, hoặc là một cái admin, là một người admin mà có tiếng nói trong cái group đó cũng gọi là speaker rồi. Rồi cái writing và author, order, xin lỗi không biết đọc từ này mà tiếng Anh, kiểu tác giả viết sách đó. Không để cho các bạn chọn từ justice, cái sự nghiệp công việc của bạn á, nó đem đến cái niềm tin và sự protection, cái sự bảo vệ cho những cái người mà các bạn cần giúp. Như vậy thôi, đọc thông điệp. Books thì đây là books, có nghĩa là hãy kết nối cái cuộc sống của bạn, hoặc là kết nối cuộc sống của bạn với việc đọc sách, kết nối với sách, hoặc là các bạn sẽ nhận được thêm tín hiệu, những cái soi đến từ những quyển sách khi các bạn đọc. Và một số bạn khác là gì ở đây, như thấy writing nè, rồi author, speaker, rồi book, thì có thể là có một số bạn liên quan đến cái ngành xuất bản, hoặc là liên quan đến ngành báo chí, truyền thông, communication, giáo dục. Giáo dục cũng là một cái hướng. Phát thanh viên chẳng hạn, phát thanh viên cũng là dạng speaker các bạn. Như sẽ trả thêm cho bạn một số lá về Angels Attendance ha, cái đó các bạn chọn được một. Công việc, học tập, sự nghiệp, các bạn chọn được một. Ok, ở đây thông điệp là jealousy. Jealousy có nghĩa là việc ghen tị, việc không những ghen tị với người khác mà nó còn nói đến cái việc mà tự ti với các bạn, cái việc tự ti với bản thân mình. Các bạn luôn luôn tự ti, các bạn luôn luôn nghĩ rằng mình chỉ tới đó thôi, cái giới hạn mình chỉ có nhiêu đó thôi, không phải vượt xa. Thì đây là một được nhắc nhở là đến lúc các bạn phải release nó ra, đến lúc các bạn phải giải phóng nó ra, các bạn phải loại bỏ nó, chuyển hóa cái việc đó thành một cái nguồn năng lượng tích cực hơn. Tại vì nó không phải là, tại vì khi mà các bạn bị như vậy, các bạn cứ luôn luôn mặc định và nghĩ mình chỉ có nhiêu đó thôi, thì giống như cái đó là một cái lời khẳng định, là cái affirmation là mình chỉ có nhiêu đó, và cái năng lượng các bạn cũng, cái tần số mình nó cũng chỉ, gọi là chững lại, đứng lại vậy. Và mình không thể nào mà mình có thể mở ra hoặc là thu hút được những cái nguồn năng lượng tốt hơn, hay là những cái tần số cao hơn đến với cái công việc sự nghiệp của mình.
No more complaining là cái việc mà các bạn luôn complain, phàn nàn, nó cũng giống như là một cái affirmation, là lời khẳng định của một cái nạn nhân vậy. Giống như các bạn tự nghĩ mình là một nạn nhân, là luôn luôn complain là cái cuộc sống này chưa đủ màu nhiệm, hay là cái mình luôn luôn bị đưa đẩy đến những cái khúc mắc này, mình bị luôn luôn đưa đẩy vào những cái vấn đề khó khăn này. Thì đừng có những cái suy nghĩ tiêu cực, những cái định hướng tiêu cực như vậy ha. Thay vào đó thì các bạn hãy có thể các bạn có nghe những affirmation, các bạn lên YouTube các bạn sợ là affirmation hay là lời khẳng định đó, tiếng Việt đó là lời khẳng định, để mà thứ nhất là nó sẽ train cái tiềm thức và cái bộ não các bạn, thứ hai là nó sẽ thu hút lại cái năng lượng tần số, nó thu hút lại rất rất là dữ dội luôn, nghĩa là các bạn sẽ thấy được cái sự kết quả, một cái sự thay đổi tốt hơn, better hơn, gọi là một cách rất là to trong vòng khoảng 21 ngày, nghĩa là các bạn phải nghe affirmation ít nhất là liên tục trong vòng 21 ngày thì các bạn sẽ thấy được một cái sự miracle, một sự kỳ diệu đến từ cái nguồn năng lượng bên ngoài vô mình. Và cái thứ hai là đặc biệt là nó sẽ thay đổi được những cái tiềm thức và những cái suy nghĩ, những cái mà các bạn luôn áp vô cái mind của mình nữa. Các bạn không mở ra rộng ra được, các bạn không nhìn xa hơn được. Nên là hãy luyện tập, hãy nghe những cái positive affirmation, là những cái lời khẳng định tích cực, để mà cái ước mơ các bạn, cái hướng đi các bạn nó sẽ được flexing hơn, nó sẽ được gọi là được nở hoa hơn. À, một cái đây, cái lá này cũng muốn nói á, là bạn có thể làm một cái công việc ước mơ các bạn bằng bằng một cái cách là mình sẽ làm part time trong cái khoảng thời gian mà các bạn, giống như là mình không đủ tiền đúng không, mình không có đủ tiền thì chưa thì không thể nào mà mình có thể làm được cái công việc đó, hoặc là thực hiện được cái kế hoạch đó đi, thì mình có thể chọn làm thêm cái này làm thêm cái kia, mình tự mở cho mình một cái hướng đi, một cái lối đi về về cái mặt mà kiếm thêm cái income, kiếm thêm cái nguồn thu nhập từ bên ngoài vào đó. Đây thêm một cái lá này nữa, cái lá này muốn nói á là tất cả những cái sự thay đổi tích cực và những cái thành công phía trước á, nó sẽ luôn luôn involve, có nghĩa là nó sẽ luôn luôn có những cái cấp bậc và cái phần rủi ro, hoặc là nói chung là nó sẽ luôn có những cái khó khăn và cái sự challenge của các bạn. Vì thế mà các bạn hãy follow cái divine guidance, là hãy follow, đi theo cái sự hướng dẫn đến từ sự linh thiêng, đến đến từ vũ trụ, đến từ đội bảo hộ tâm linh, đến từ angel. Nghĩa là bạn sẽ tạo cho mình được một cái nhà, hoặc là một cái phòng mới, như là một cái space, là một cái không gian, như là một cái dream mới của các bạn á, nó sẽ có nhiều cái cơ hội meaningful hơn. Trời ơi, tụ một này dài quá, gần cả tiếng các bạn. Sẽ trải nhanh thêm vài cái nữa thôi nhé. Không được, các bạn chọn tụ một. Ở các bạn chọn tụ một này, các bạn hãy suy nghĩ tích cực lên các bạn ơi. Cái nghĩa là cái phần guideline này, như thấy đa số là bị nhắc là kiểu là đừng có suy nghĩ tiêu cực, rồi đừng có áp cái chuyện tiêu cực đó vô, mà cứ nghĩ là ừ là nó sẽ tiêu cực như vậy. Tất cả mọi việc nó sẽ thay đổi khi mà các bạn thay đổi cái suy nghĩ của mình, thay đổi cái góc nhìn của mình, thay đổi cái niềm tin của mình, và thay đổi kể cả cái năng lượng các bạn luôn á.
hãy thực hành điều đó, hãy luyện tập điều đó. Hen. Các bạn có The Phoenix là Phoenix là một cái chương mới, là một cái sự trỗi dậy mới, là một cái sự hình thành mới, giống như Phượng Hoàng á, Phượng Hoàng lửa là cái việc là hình thành từ cái đống tro tàn. Các bạn, mọi người, bạn càng hay nghe câu đó không? Thì có nghĩa là cái sự sụp đổ đó, cái sự mất mát đó thì nó sẽ bắt đầu cho một cái mới, cái new beginning mạnh mẽ hơn, powerful hơn, goddess hơn. Đây, các bạn có The Golden Mirror thì ở đây cũng như khác cái chữ narcissist, có nghĩa là cái việc mà control. Narcissist là control nè, là kiểm soát nè, là giống như cái việc mà một số bạn có thể là có ba mẹ mà kiểu narcissist, có nghĩa là luôn luôn bắt ép con mình, luôn luôn kiểm soát con mình đó, thì nó gọi là narcissist. Tiếp theo mấy cái lá này nó toàn nói về tình yêu nên là Nhi sẽ không nói, Nhi sẽ không nói trong cái phần trả bài này ha, tại vì nó không có liên quan nên là không muốn nói. Ok, Nhi sẽ bóc một số cham. Cái này cham giấy thì cham là những cái keyword, là những cái từ khóa mà Nhi được channeling hoặc là có inspire từ từ nhiều nhiều người hoặc là nhiều vật khác nhau. Các bạn nghe rồi các bạn hãy keep strong, là hãy giữ cái sự mạnh mẽ này, keep strong. Cleanse, cleanse này có nghĩa là thanh tẩy, nó còn liên quan đến cái việc mà các bạn nên thanh tẩy cái energy bên trong của mình. Cleanse cái negative thinking của mình, rồi cleanse luôn kể cả phòng ốc, rồi bồn tắm hoặc là nhà tắm, nhà cửa, tất cả những đồ dùng, vật dụng, kể cả sách vở, hay là nói chung là các bạn thanh tẩy, clean, làm sạch, làm mới mẻ lại, và loại, và nên được á, thì nên bỏ bớt đi những cái nào mà mình không dùng, loại đồ vật hay là những cái thứ mình không dùng, quần áo cũ, sách vở cũ, đồ đạc cũ, để mà dọn bớt cái old energy, là cái năng lượng cũ. Nó thông thoáng hơn thì lúc đó giống như bạn được mở cái nguồn năng lượng các bạn ra, các bạn thông thoáng hơn, các bạn có thể thứ nhất là tỉnh táo, suy nghĩ, nhìn nhận hơn, thứ hai là phải đón được những cái new energy, những cái nguồn năng lượng mới, những nguồn năng lượng tốt vào với mình ha. Ok, các bạn được nhắc là hãy đi ra ngoài cùng với người yêu hoặc là với bạn bè để mà xả stress, hoặc là để nói chuyện tâm sự với nhau thôi. Tại nãy trong cái bộ này nó cũng có một cái lá là girl talk, listen to music, nghe nhạc nhé. Nghe nhạc gì các bạn cứ thích thì cứ nghe thôi. Focus on finance. Focus on finance có nghĩa là hãy tập trung vào cái vấn đề tài chính, hoặc là các bạn đang bị nhắc đến cái vấn đề tài chính. Vấn đề tài chính nhắc có nghĩa là hãy làm cái nói sao ta. Giống như là, giống như các bạn có ý định là làm thêm, hay là giống như các bạn có mục tiêu, mục đích cho một cái công việc mới hay là một cái hướng đi mới á, thì cái focus on finance có nghĩa là hãy tập trung để mà coi là tiết kiệm tiền bạc, hoặc là tập trung để mà đầu tư cho cái ngành nghề đó, công việc đó, thay vì mà có thể là xài phung phí hoặc là đầu tư vào cái công việc khác chẳng hạn. Proud of yourself, các bạn có một đó là hãy tự hào bản thân mình ha, hãy tự ơn bản thân mình nha. Proud of myself thì các bạn đã, có thể là một số bạn đã đi một chặng đường khá là dài đến bây giờ, hoặc là có một số bạn đã cảm thấy là đi một chặng đường dài nhưng mà cuối cùng không tìm thấy được một cái gì phù hợp với mình nữa, cảm thấy bế tắc, cảm thấy là cuối cùng những cái gì mình làm, những cái kết quả mình nhận được nó không thật sự mang lại hạnh phúc cho bản thân mình, những cái cống hiến của mình, những cái nỗ lực của mình cuối cùng mình không cảm thấy hạnh phúc. Thì nhưng mà dù sao nữa thì tất cả những cái kinh nghiệm đó, cái con đường đó, nó cũng cho bạn được rất nhiều những cái trải nghiệm, những cái cảm xúc mà bạn đã đi đến bây giờ, hoặc là
hãy tự hào bản thân mình hơn. Hoặc là những bạn mà mấy nay đang bị bế tắc quá nhiều, đang mệt mỏi quá nhiều, thì sau khi các bạn đưa ra quyết định của mình thì như nghĩa là sẽ có một số bạn sẽ cảm thấy express cái việc mà các bạn sẽ khóc ra, thì lúc đó hãy tự hào bản thân mình đã làm được cái điều đó. Patient, các bạn hãy kiên nhẫn nhé. Domino, cái hiệu ứng domino này khi mà Nhi được journaling nó có nghĩa là một cái sự sụp đổ. Các bạn hiểu domino đó không? Một khi một cái gì đó sụp đổ nó sẽ sụp đổ như vậy nè. Thì với Nhi thì domino có nghĩa là một cái sự sụp đổ, cái chu kỳ cũ, cái chặng đường cũ để bắt đầu một cái chu kỳ mới. Relationship heal. Relationship này nó mang rất nhiều ý nghĩa, có thể là mối quan hệ gia đình, mối quan hệ bạn bè, mối quan hệ tình yêu. Nghĩa là các bạn đang và chuẩn bị bắt đầu bước vào một cái hành trình đó sẽ heal được những cái vấn đề đó, những mối quan hệ đó. Các bạn có grow up là phát triển và déjà vu. Déjà vu là cái gì các bạn biết rồi ha. Tại lúc này ghi cùng một cái cha mà ghi hai mặt luôn. Hugging có nghĩa là ôm. Thì nếu như mà có người yêu thì quá tốt, hãy ôm người yêu. Còn nếu không thì hãy tự ôm bản thân mình các bạn nhé. Hãy ôm bản thân vì gì à? Tự hào về bản thân và vỗ về bản thân mình. Ok, đó là tất cả những gì như dành cho các bạn tụ 1. Cảm ơn các bạn tụ 1 đã lắng nghe. Cảm ơn các bạn đã like và subscribe. Nếu mà các bạn nào chưa like và subscribe thì hãy like và subscribe cho Nhi nhé. Vì sắp tới Nhi sẽ chịu khó ra nhiều video hơn để phục vụ cho cộng đồng chúng ta. Ok, cảm ơn các bạn ở tụ 1. Xin chào các bạn tụ 2. Tụ 2 hình như là viên đá màu đen đó. Ok, tụ 2 là viên Black Tourmaline. Bạn tụi hai có khỏe không? Okay. Xin chào các bạn tụi hai hẹn. Trong lúc sau bài thì Nhi sẽ nói đây là giải bài mang tính là kết quả mở, đây là những cái thông điệp được đưa đến, thì chắc chắn là trong giải bài nó sẽ không có kết quả nào chi tiết hoặc là một cái điều gì chắc chắn khẳng định đâu ha, nên là các bạn chỉ hãy lắng nghe thông điệp một cách có chọn lọc và nó phù hợp với cái năng lượng hiện tại của các bạn thôi. Các bạn tụ hai này như thế là các bạn đang bị nhắc là kết nối với đất mẹ khá nhiều, là các bạn đang bị nhắc phải trồng cây, làm việc với cây cối, làm việc với thảo mộc, làm việc với thiên nhiên, hoặc là sử dụng những cái đồ, hoặc là kể cả buôn bán kinh doanh, kể cả tìm nguồn cảm hứng nữa, inspiration các bạn, liên quan đến thiên nhiên, liên quan đến cây cối, lá cây cây cối organic và các kiểu. Nói tiếp cái kia thì các bạn chỉ đón nhận thông điệp một cách cởi mở và khớp với mình thôi, kể cả việc học tập hay là sự nghiệp, các bạn chỉ cần áp cái phần thông điệp đó vào cái hình thức mà mình đang làm, hình thức mà mình đang làm, giống như là một là đi học hay là đi làm kiểu vậy đó. Năng lượng các bạn tụ hai như thế đỡ mệt hơn các bạn tụ một nặng lắm, nhưng mà ở đây thấy là các bạn tụ hai, một số bạn hoặc là hầu hết các bạn đã có cái hướng đi cho mình rồi, các bạn đã có quyết định của mình rồi, nhưng các bạn đang chờ một cái lời confirmation, một cái lời khẳng định cho cái hướng quyết định của mình, cho cái hướng đi của mình. Hoặc là một số bạn vẫn đang rất là lăn tăn, vẫn đang không biết là mình đi hướng nào á, lăn tăn như là giờ biết chọn đường nào đây. Kết nối các bạn chọn tụ 2. Kết nối các bạn chọn tụ 2. Trời ơi các bạn, bài văng 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 ra luôn.
thông điệp học tập ghê quá, văn mà nói ra gà luôn. Thông điệp của các bạn chọn trường 2, kết nối các bạn chọn trường 2, thông điệp công việc học tập sự nghiệp các bạn chọn trường 2, thông điệp về học tập công việc sự nghiệp các bạn chọn trường 2. Ở đây như thấy các bạn tụ 2 đặc biệt, nếu như mà tụ 1 hầu hết là về việc học tập thì tụ 2 hiện đây hiện tại như thấy là các bạn có vẻ như là đi làm, đã trưởng thành hoặc là nói chung là đã có thể tự lập hoặc là tự kiếm ra tiền rồi đó. Thì ở đây như thấy các bạn đang ở một cái giai đoạn, một số bạn thôi ha, chứ không hẳn là hết nha, một số bạn đang có ổn định một nguồn tiền hoặc là các bạn đang tiết kiệm một cái khoản tiền khá khá, không quá lớn cũng không quá nhỏ, nói chung là nó vừa đủ cái gương tiền các bạn thôi, như là các bạn đang tích góp. Cái thứ hai là những cái bạn đó, một số bạn đó là có một cái các bạn có Black Queen of Swords, có nghĩa là nữ hoàng kiếm, có nghĩa là một cái suy nghĩ rất là trưởng thành, rất là chắc chắn, trưởng thành, rất là kiểu như là cái tâm trí các bạn hiện tại đang rất là vững. Cái suy nghĩ, cái thinking, cái mind các bạn đang rất là vững, nó đang không bị lung lay cái gì quá nhiều, hay là đang không phải là sống quá nhiều trong cái đầu óc suy nghĩ của mình. Thông điệp các bạn chọn trường 2, hoặc là thông điệp công việc học tập sự nghiệp của các bạn chọn trường 2, các bạn được nhắc ăn chuối nha. Một là các bạn được nhắc ăn chuối, cái là các bạn đang bị thiếu kali. Hai là các bạn đang có một số bạn thật là nhiều bạn thích chuối, hoặc là xung quanh các bạn có cái hình ảnh của trái chuối. Một cái nữa là không tin nữa là một số bạn có thể là đang bị nhắc á, là còn phải quét bụi. Các bạn có một không gian các bạn đang bị bụi, hoặc là bàn làm việc các bạn đang bị bụi, hoặc là nơi học các bạn đang bị bụi, nhà cửa bị bụi bặm, có thể là màn nhện hoặc là một cái bụi nào đó về cái mặt hiện hữu trong nhà đang cần các bạn phải clean nó, dọn dẹp nó đi, sạch nó đi. Hoặc cái thứ hai đó là một cái dạng là một cái màng mờ, một cái suy nghĩ hoặc là những cái mà còn mập mờ trong đầu các bạn á, cái mà nó không rõ ràng á, mà nó cứ làm cho bạn bị tắc, hoặc là làm cho bạn không tỉnh táo hẳn á, thì hãy tự mình clean nó. Các bạn có thể thiền để clean cái màn lớp bụi đó đi, đặc biệt là ở con mắt thứ ba và ở phần crown chakra ha. Các bạn ở tụ ba, là các bạn ở tụ hai này, các bạn cũng đang, một là các bạn đang có vấn đề về hệ tiêu hóa, tại vì đang trải bài nhưng mà bụng như nó nóng lên hết luôn á, có nghĩa là cái phần mà tiêu hóa các bạn đang được nhắc á, nếu mà các bạn ăn cay quá nhiều hoặc là ăn nóng quá nhiều hoặc là ăn không đúng bữa đúng giờ, nhịn đói, nói chung tất cả liên quan đến các vấn đề tiêu hóa, bao tử, dạ dày, ruột non, ruột già, ở chua, ở nóng, thì đó là cái thông điệp mà được nhắc là các bạn nên chăm sóc lại cái luân sao thứ ba của mình hơn, là phần luân sao bụng trên. Mình được nhắc là ăn vô u á bạn ơi, ăn vô u, uống men và hạn chế ăn đồ nóng, ăn đồ nhiều tiêu, nhiều ớt. Cái năng lượng của các bạn tụ hai là khá là ok á. Các bạn có lá Queen of Wands, là các bạn là cái năng lượng các bạn rất là mang tính nuôi dưỡng nè, trưởng thành nè, nhiều kinh nghiệm nè, và có tâm linh nữa. Trực giác các bạn cũng khá là tốt. Một cái nữa là trong vòng 7 ngày nữa hoặc là trong vòng 7 tuần nữa, hoặc là 7, không, ở đây như mình nghĩ là 7 năm đó, nói chung là liên quan đến số 7 hoặc là vào cái ngày 17, 27 gì đó, các bạn sẽ có một cái nguồn tiền nó về với mình. Mà cái nguồn tiền này là không phải là unexpected nha, nghĩa là không phải là đến từ cái việc mà bất ngờ, mà nó đến từ cái những cái thành quả mà các bạn đã bỏ ra, hay là các bạn donate chẳng hạn đi,
hay là các bạn luôn luôn give người này người kia, hay là các bạn luôn cho đi mà không có ngừng lại, hoặc là các bạn giúp người bạn của mình như là cho bạn má mượn tiền gì đó mà các bạn không hề đòi lại, các bạn kiểu như là ok cho luôn không tính lãi hay gì hết, thì những cái lòng tốt đó, những cái energy đó nó sẽ thu đến lúc đó đó, khoảng chừng 7 ngày hoặc là 7 tuần hoặc là số 7 gì đó, nó sẽ về, cái nguồn năng lượng đó nó sẽ về lại các bạn mà bằng hình thức là tiền bạc, bằng hiện hữu, hoặc nó không hẳn là tiền bạc mà có thể là đồ vật các bạn, như là người này tặng các bạn cái này, tặng các bạn cái kia, nhưng mà nó cũng khá là nhiều á, chứ nó không phải là ít đâu, nó không phải là một món quà nhỏ đâu mà nó cũng khá khá. Ở đây hay có một cái lại là lá the devil, thì cái lá the devil ở đây á, ở đây như thấy nó không không phải là cái gì nó quá nặng nề hay là bài test đâu các bạn, mà ở đây được nhắc là các bạn phải làm việc với bóng tối của mình rất là nhiều. Cái sự sợ hãi các bạn nó vẫn còn trong 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 lòng các bạn chưa thật sự release nó ra, các bạn chưa thật sự cắt đứt cái sợi xích đó, các bạn chưa thật sự gọi là freedom thật sự trong cái đầu óc của mình. Kiểu như là có thể ở ngoài miệng nói là mình không fear ha, mình không sợ, nhưng mà thực chất cái tiềm thức của mình đó đâu đó nó vẫn còn còn nó vẫn còn xích luôn nha, dùng từ là còn xích luôn á, chứ không phải là nó là một cái sợi dây thần dễ mà cắt đâu, mà nó là một sợi xích đó. Nên là nó không có dễ mà các bạn dứt ra hay là tháo ra được, nên là hãy ý thức, nghĩa là mỗi lần mà mình lo lo mình bị trồi lên cái phi đó, lo lo mình bị trồi lên cái đó, thì hãy dành thời gian để mà làm việc thật là kỹ lưỡng với nó, nghĩa là hãy làm việc kỹ lưỡng với nó, giống như là mình sẽ từ từ mài cái xích đó cho nó mòn dần nó đứt hẳn, hoặc là mình cứ gỡ từng cái xích một, nhưng mà mình phải cực kỳ chăm chỉ và nghiêm túc mỗi mỗi một lần nó trồi lên như vậy, chứ không phải là mỗi lần nó trồi lên cái việc mà mình fear fear ở đây á, sợ đây có thể sợ rất là nhiều thứ, sợ là về cái judgment bản thân mình, sợ về cái khả năng của mình, về cái năng lực của mình, kể cả lâu lâu cũng bị sợ về vật chất, rồi sợ về cái hướng đi của mình, kể cả sợ làm hại người khác, hoặc là kể cả là sợ việc mà absorb năng lượng chẳng hạn, rất nhiều cái fear nó sẽ trồi lên. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì thay vì mà mình hay phớt lờ nó hay là mình kiểu qua loa, kiểu mà mình sẽ dùng cái higher self lúc đó của mình hoặc là cái true self lúc đó của mình để mà ác nó, thì mỗi lần mà bị trồi lên như vậy hãy ngồi lại và nghiêm túc gọi là lướt, gọi là lượt nó đi, mài nó đi, làm việc với nó cứ mỗi ngày thì nó sẽ dần dần, nó không phải là ngày một ngày hai đâu các bạn, đây như thấy nó cũng khá là lâu và khá là dài, và có thể nó sẽ đi suốt đến chặng đường của các bạn á, nhưng mà Nhi tin rằng là nếu mà mình cứ nghiêm túc làm việc càng kỹ lưỡng càng sâu thì các sợi xích đó nó sẽ càng được được cắt bỏ, càng được dẹp đi. Cái thứ hai là Nhi thấy là một số bạn trong 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 tụ này thôi ha, một số bạn thôi, có thể là các bạn vẫn còn cái việc codependence, là việc phụ thuộc, không những là phụ thuộc vào tình cảm, lụy thuộc vào tình cảm mà nó còn liên quan đến phụ thuộc vào vật chất, tiền bạc, kiểu như các bạn chạy theo đồng tiền á, các bạn chạy theo đồng tiền, các bạn lo cơm áo gạo tiền mà quên mất đi cái bản thân mình thật sự là ai, cái intention của mình là cái gì, mục đích của cái việc mình chọn cái hướng đi này, mục đích của việc mình chọn công việc này là cái gì. Giống như một số bạn học graphic designer đi ha, tại sao các bạn chọn cái công việc này, tại vì các bạn muốn thỏa sức cái sự sáng tạo, các bạn muốn làm việc với cái sự creative của mình, thì hãy luôn đặt cái intention đó, chứ thay vì mà chuyển cái intention như là học creative để ra làm nhiều tiền hơn, hay là kiểu apply công ty này làm nhiều tiền hơn nhưng mà làm cực hơn những cái người trong trong công ty đó, hoặc là khách hàng đó, hoặc là cái môi trường đó, nó không cho mình cái sự sáng tạo, nó đè nén cái sự sáng tạo của mình, nó khóa sự sáng tạo của mình, không cho phép mình được làm theo đúng những cái gì mà mình muốn và như cái gì mà mình tưởng tượng ban đầu, cái gì mình mong chờ ban đầu, thì nếu như mà như vậy thì phải phải quay lại cái intention bên trong của mình, phải nhớ lại cái tại sao bạn chọn cái đường đó, tại sao bạn chọn đi cái hướng đó, thì lúc đó tự bản thân bạn sẽ nhắc mình nên làm gì. Ok, các
bạn sẽ nhận được rất là nhiều sự giúp đỡ và cái sự gọi là, ở đây Nhi thấy luôn là một cái thành công đó các bạn, nói chung là một cái thành công, sao ta, một kết quả tốt đẹp á, một kết quả tốt đẹp tươi sáng nó đang hiện lên luôn. Và các bạn có một cái Two of Cups ở đây có nghĩa là một số bạn sẽ gặp soulmate, hoặc là các bạn đã và đang trong cái mối quan hệ với người soulmate, với người tri kỷ, thì cái người này không những là cái người đồng hành trong mối quan hệ tình yêu của các bạn mà còn là người support cho các bạn rất là nhiều trong cái vấn đề nghề nghiệp, công việc, học tập của các bạn luôn. Và người này luôn luôn ủng hộ giúp đỡ bạn. Còn nếu như mà các bạn là đối tượng độc thân, các bạn không có một cái mối quan hệ nào á, thì các bạn sẽ luôn nhận được cái sự động viên, hỗ trợ, nâng đỡ từ bạn bè của mình. Tại nó có lá 4 gậy và lá 2 ly rồi. Đó. Hoặc là sắp tới các bạn sẽ gặp được một cái người soulmate tri kỷ ở đây, thì như không thấy là nam hay nữ, nhưng mà có thể là đến từ soul family các bạn, hoặc là một cái sự hợp tác với cái người đó, thì cái người đó là đến từ soul family hoặc là soulmate, nghĩa là người tri kỷ đồng hành cùng các bạn để giúp đỡ cho cái ước muốn các bạn ha. Ở đây Nhi thấy á, một có thể là một số bạn hoặc là các bạn ở tụ hai đang được thôi thúc là buông bỏ cái có thể là con đường cũ nè, công việc cũ, công việc học tập, sự nghiệp, hay kể cả niềm tin cũ, hay là cái ở đây có một cái gọi là như thế, giống như có một số bạn còn thấy là các bạn kiểu như là ok mình sẽ buông bỏ hết tất cả và mình làm lại từ đầu á. Có một số bạn là kiểu là ok các bạn dám dũng cảm để mà mình có thể gọi là bỏ hết để mà bắt đầu lại từ đầu, từ con số 0, từ cái việc mà bây giờ mình đang không biết làm cái gì hết, nhưng mà mình sẽ làm, mình sẽ để cho vũ trụ dẫn dắt, mình sẽ để cho mọi thứ được unfold ra, mọi thứ được mở ra. Đó, cứ từng bước các bạn không kiểm soát tương lai, các bạn không mong cầu tương lai, các bạn không đặt cái câu hỏi cho tương lai là ok cuối cùng là mình làm cái gì như thế nào, mà các bạn chỉ gọi là flow theo nó, các bạn đi theo nó thôi ha. Strand, các bạn có lá Judgment, các bạn có 10 xu nữa, là những cái lá rất là đẹp, là một cái lời ở đây thì không nói là khẳng định đâu ha, mà nó chỉ là một cái sự pop up về cái kết quả, về cái tương lai, ít nhất là tương lai gần trong vòng 10 tháng là những cái điều tốt đẹp, những kết quả, những cái sự lựa chọn của bạn, là những cái hướng đi đúng, những cái điều sẽ giúp cho các bạn tốt hơn, hoặc là phát triển hơn, hoặc là có nhiều kinh nghiệm hơn, mà nó giống như là phục vụ cho cái bản thân của mình. Ở đây như thấy các bạn có một cái lời nhắc, cân nhắc về cái việc chi tiêu tiền bạc, không phải chi tiêu tiền bạc nữa, mà là cân nhắc về cái việc một phần có một thể là một số bạn là chi tiêu tiền bạc nè, nghĩa là chi tiêu cái gì đó hợp lý hơn, cân bằng hơn, nghĩa là chia nhỏ ra, hoặc là một số bạn được cân nhắc về việc đầu tư hợp tác từ 2 đến 3 người trở lên. Nó một cái thông điệp là cân nhắc thôi, chứ như không thấy gì khác hết. Không thấy gì rõ hơn nữa hết, nghĩa là vũ trụ sẽ vẫn cho các bạn lựa chọn á, nhưng có điều là tự các bạn sẽ tự cân nhắc có nên làm điều đó hay không, hay cảm nhận cái trực giác của mình, cái tiếng nói bên trong của mình là có nên đầu tư hay không, có nên collab hay không, corporation hay không, có nên tiêu cái món này hay không, có nên mua cái này hay không.
đây chị thấy là có một số bạn ha, sắp tới các bạn phải lo cho thêm một người nữa, các bạn kia phải cover cho thêm một người nữa. Thật ra thì nó cũng không phải là quá gánh nặng hay gì đâu, mà thì thật ra các bạn có thể là cái income của các bạn, cái là cái phần thu nhập các bạn có nhiều hơn cái người mà đang ở chung, hoặc là cái người mà nó thấy ở chung, hoặc là liên quan có thể là gia đình, bạn bè, anh chị em, nói chung là thân thiết lắm, thương nhau á, thương nhau như là gia đình á. Thì đây như thế là sắp tới các bạn có thể là sẽ cover thêm cái phần đó cho cái người đó ha, và các bạn cũng sẽ thường xuyên, hoặc là đôi lúc các bạn cũng sẽ bị rơi vào một cái tình trạng là lựa chọn một trong hai một lần nữa. Nghĩa là nhiều khi các bạn lựa rồi, các bạn đi rồi á, mà lâu lâu các bạn cũng sững lại, các bạn hỏi là giờ sao ta, có nên đi nữa không ta, hay là có nên quay lại không, hay là đi tiếp hay sao, hay là cái lựa chọn này đúng hay không. Lâu lâu các bạn vẫn bị vậy các bạn, nghĩa là lâu nó vẫn trồi lên để các bạn phải đắn đo cái điều, cái hướng mình đi, cái đường mình đi á. Và các bạn cũng được nhắc rất là nhiều về làm việc với bản thân, hoặc là những cái spirit guide đến từ biển ha. Tại đây như thấy đuôi cá, nên là một số bạn nào có kết nối với spirit guide thì có thể mở open ra để mà hỏi những spirit guide đến từ biển của mình, sẽ nhận được những cái message, những cái thông điệp, hoặc là những cái guideline để mà nhắc nhở bản thân mình ấy. Các bạn có nội lực, các bạn có nghị lực để làm được tất cả những điều này ha. Ok, và cái hướng đi các bạn á, cái sự lựa chọn các bạn á, cái tình hình á, tất cả liên quan tình hình về công việc, học tập, sự nghiệp, nó sẽ chuyển động, nó sẽ gọi là rất là tốt ha, nghĩa là từ 8 gạch lên 9 gạch, nó có một cái sự chuyển biến rất là tốt, nó sẽ move mình rất là ok để cứ chèo, nó là cứ chăm chỉ chèo tới, và ở đây như thấy là cái kết quả nó đạt được, nó rất là, bạn sẽ thấy được cái kết quả đạt được rất là tốt á, rất là sớm á, chứ nó không phải là để bạn chờ quá lâu đâu, nó sẽ đến sớm hơn các bạn dự kiến, và khi đó là các bạn sẽ đón nhận cái kết quả, cái thành quả đó một cách giống như là mình cảm thấy xứng đáng nhận được kết quả đó, cái thành quả đó, chứ không phải là các bạn bị bất ngờ nữa, tại vì các bạn đã biết được là những cái nỗ lực của mình, những cái niềm tin của mình, những cái manifest của mình đang đi đúng hướng, đúng đường. Nên là khi mà những cái điều tốt đẹp nó đến, các bạn cảm thấy rất là thỏa mãn, rất là ok. Chúng ta sẽ đến với phần gala nhé, thông điệp công việc, sự nghiệp, học tập, cho các bạn chọn quận 2. Thông điệp công việc, sự nghiệp, học tập, các bạn chọn quận 2, cái đó các bạn chọn quận 2, thông điệp công việc, sự nghiệp, học tập, các bạn chọn quận 2, chọn quận 2. Các bạn có soul family nè. Soul family có nghĩa là cái việc mà các bạn đang hoặc là sắp tới sẽ kết nối với những cái người làm việc cùng các bạn, hoặc là học tập cùng các bạn á, sẽ là đến từ soul family. Nên là hãy nhớ rằng là bạn sẽ không phải làm nó một mình đâu ha, bạn sẽ luôn có sự giúp đỡ, hỗ trợ. Có thể cái tụ này có một số bạn là làm về tarot reader, tarot healer, hoặc là healer, là bất kể một cái gì liên quan đến cái phần mà chữa lành á, sẽ có một, nó có một cái lá là double mission, nghĩa là bạn có hai nhiệm vụ là channeling và uplifting humanity, nghĩa là các bạn có nhiệm vụ là dẫn kênh channeling và nâng cao cái tần số của humanity, là của có là cộng đồng, hoặc là của cái con người ở đây. Ô, các bạn có lá awakening, là một một lần nữa các bạn sẽ được tỉnh, các bạn sẽ
Các bạn thức tỉnh một lần nữa. Và cái cảm giác đó thì mỗi người sẽ tự cảm nhận được và sẽ tự biết được. Và cái trạng thái awakening này nó sẽ đến, các bạn cứ để tự nhiên nó đến thôi. Và đến một lúc nào đó nó sẽ được sắp xếp và đến với bạn vào đúng lúc, đúng thời điểm, perfect timing, gọi là thời điểm chín muồi. Một số thông điệp là có một số bạn mà nếu mà đang lăn tăn về cái hướng đi của mình á, thì hãy lấy có một cái thông điệp là bạn tự hỏi với chính bản thân mình, tự hỏi với cái linh hồn của mình, hay tự hỏi với cái bản thể true self của bạn á, là bạn đang được thôi thúc để đi đâu, cái hành trình sắp tới của bạn là ở đâu, hoặc là kiểu như là bây giờ mình muốn làm cái gì nhất, điều gì nhất. Nếu như các bạn cảm thấy là các bạn không trả lời được câu đó hay như thế này, các bạn cứ chờ đợi trong kiên nhẫn để mà được vũ trụ dẫn dắt thôi ha. Một số bạn còn có beauty and devotion, vertex, mystic, teacher, có nghĩa là bạn là những cái người mà teacher này, những cái người mà giảng dạy, gọi là truyền dạy những cái điều có là tốt đẹp, những cái điều liên quan đến chữa lành, giúp đỡ mọi người. Rồi các bạn rất là quyền năng, các bạn rất là bí ẩn, các bạn còn đẹp đẽ nữa, các bạn còn đẹp gái nữa, đẹp gái xinh trai chẳng hạn. Có lá past life và surrender. Surrender có nghĩa là cái past life và surrender thì ý muốn nói là nếu mà những cái khó khăn hiện tại các bạn đang gặp là những cái nhưng mà khó khăn, vất vả và những cái mà đang mắc kẹt trong các bạn á, thì hãy nghĩ thì đó là đến từ cái karma của các bạn, đến từ kiếp trước. Và bây giờ là đây là cái thời điểm đến lúc mà cái linh hồn của mình ở kiếp này phải 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 đối mặt, phải học để giải quyết cái vấn đề đó từ từ kiếp trước ha. Và sắp tới là các bạn cũng sẽ bắt đầu, và sẽ bắt đầu mà các bạn sẽ được nhận những tín hiệu, hoặc là được guide, và các bạn sẽ nên là cái thông điệp ấy như là hãy đầu hàng trước những cái tín hiệu được nhắc nhở, những cái thông điệp được gửi đến các bạn, những cái sign gửi đến các bạn mà nếu mà các bạn cứ ignore nó, các bạn từ chối nó, thì đây là một cái thông điệp là hãy từ hàng những cái điều hãy từ hãy xin lỗi, hãy đầu hàng những cái điều đó đi, tại vì bạn không thể nào chống lại được những cái mà đã sắp xếp, những cái định mệnh, những cái điều đã được mở ra, đã được sắp xếp cho chính cái linh hồn, chính cái linh hồn và cái sự phát triển các bạn. Kiểu như là không né đâu được, các bạn hiểu không? Nghĩa là đến lúc phải đi, hay là đến lúc phải về, hay đến lúc phải làm cái điều gì khác là phải làm rồi. Cái này đang bổ đôi ra, mà vừa đổ đôi ra là có cái lá tích này các bạn, là nó mắc sen với cái lá hồi nãy gì đọc nữa, các bạn là picture đó. Thì có thể trong đây á có một số bạn có thể là làm nghề giáo nè, hoặc là trong giáo dục, hoặc là cái công việc các bạn nó mang cái tính là dẫn dắt, truyền đạt kinh nghiệm nó là một mà hơi dẫn dắt và dạy bảo, truyền đạt kinh nghiệm, chẳng hạn hướng dẫn, dìu dắt kiểu gì cho khách hàng của mình thì cũng gọi là teacher ha. Thông điệp cho các bạn chọn tuần 2, công việc sự nghiệp bạn chọn tuần 2. Ok, các bạn có giving and receiving, coming together và reach out, có nghĩa là
Hồi nãy như nói nãy á, những cái gì mà các bạn luôn luôn cho đi á, chắc chắn các bạn sẽ nhận lại. Cái thứ hai là các bạn sẽ có một số bạn sẽ không phải làm một mình hay là đi một mình trên cái chặng đường này hay cái công công việc hoặc là học tập này, chắc chắn là sẽ luôn sẽ có một cái người luôn luôn đi cùng bạn, giúp đỡ bạn kể cả cho vấn đề học tập cũng vậy. Và mình có lá reach out này nữa. Reach out này có nghĩa là các bạn sẽ từng bước một được được người này hỗ trợ, người kia hỗ trợ. Ở đây á, không hẳn là phải là người quen biết đâu, nhiều khi có những cái sự giúp đỡ đến từ người lạ hoặc là những cái sự giúp đỡ đến từ cái sự ngẫu nhiên rồi đó mà vũ trụ gửi đến, vũ trụ sắp xếp cho các bạn để mà các bạn từng bước một đạt được cái điều mà mình muốn. Vì thế là đừng lo lắng nhé, đừng lo lắng hay lo sợ là mình phải đi một mình phải làm một mình. Không, tất cả những cái blessing, những cái sự support đó nó sẽ đến đúng lúc và đúng thời điểm khi bạn cần. Okay, thông điệp cho các bạn chọn trụ 2. Ô, các bạn có crystals. Được nhắc là các bạn hãy kết nối với đá. Crystal là cái gì đây các bạn? Thì các bạn hãy kết nối với đá để mà có thể đón nhận được thông điệp hoặc là cảm nhận được. Thứ nhất là nhận được cái sự channel lên từ cái việc mà energy đến từ đá. Thứ hai, cái crystal này cũng có nghĩa là các bạn kết nối với đất mẹ. Và nếu mà bạn nào mà có ý định mua đá thì các bạn có thể vô bất kỳ một cái shop hoặc là cái page bán đá nào, các bạn cảm thấy cái đá nào thu hút các bạn nhất thì các bạn chọn thôi, chứ không nhất thiết là phải chọn như là phải tiền tài hay là công việc ổn định hay là sự nghiệp tiền tài. Đó là với Nhi nha, đó là với cái cách mà Nhi chọn đá. Thì khi mà cảm thấy các bạn cảm thấy là có kết nối mà trực giác mách bảo chọn cái đá đó thì cái sự kết nối mình nó sẽ mạnh hơn ha. Ồ, các bạn có options. Những cái career, những cái sự nghiệp hướng đi, kể cả đường lối học tập, những cái cơ hội possible đó nó sẽ mở ra với bạn, nó sẽ từ từ được mở ra và lúc đó bạn sẽ nhìn thấy. Environmentalist có nghĩa là ở đây thông điệp là các bạn là Earth Angel, là những thiên thần trái đất đó, là người được sinh ra để mà bảo vệ và nuôi dưỡng và dạy bảo về cái thiên nhiên và về cái animals. Nên là các bạn, nếu mà các bạn đang không có một cái hướng đi hoặc là không có một cái idea nào đó thì hãy bắt đầu bằng với những cái công việc liên quan đến môi trường ha. Bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật, bảo vệ đất mẹ. Thật ra nó có rất 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 nhiều cái task là ý là cái nhánh làm việc các bạn. Có nghĩa là không phải là bảo vệ môi trường là các bạn phải đứng lên kêu gọi chúng ta không nên xả rác nữa, hay là chúng ta phải nên yêu thương đất mẹ, hay là kiểu như là những cái mà chúng ta không nên giết động vật nữa. Thật ra những cái đó ở đây như không bán thế nha, những cái đó vẫn vẫn là tốt, nhưng mà ý như đó là nó sẽ có nhiều cách, một nhiều cách hơn theo mỗi một cái cảm nhận và cái suy nghĩ của mỗi người khác nhau, chứ không phải là bảo vệ môi trường là các bạn thấy mọi người cứ đi giống như là biểu tình thôi, các mọi người cứ đi làm gay gắt lên là nó là bảo vệ môi trường. Không, hãy nhìn rộng nó ra, hãy nhìn thoáng nó ra, hãy làm theo cái cách của bạn á, không cần phải theo bất kỳ một ai hết á. Hãy làm theo cái cách mà trực giác mách bảo, trái tim các bạn mách bảo, hoặc là những cái guide, những cái thông điệp mà đến từ vũ trụ, đến từ đội bảo hộ tâm linh, hoặc là bất kỳ đến từ một cái ID nào đó mà các bạn cảm thấy các bạn học hỏi được từ những cái nhà bảo vệ môi trường từ nước ngoài hay là từ sách báo mà các bạn cảm thấy là ok, mình cảm thấy good, mình muốn bắt đầu từ cái việc này. Lại một lần nữa các bạn là có family. Chắc là tụi nào cũng sẽ có family quá. Rồi, family thì sẽ nói sao ha?
À, ở đây có một cái thông tin family thì có nghĩa là các bạn có thể làm việc liên quan đến vấn đề gia đình, có thể là kể cả vấn đề mà các bạn làm healer hay là các bạn làm về chữa lành á, các bạn sẽ tập trung nhiều về các mối quan hệ gia đình, chữa lành các mối quan hệ gia đình, hoặc là một số bạn khác có thể chọn cái đề tài gia đình để mà mình có thể viết, mình có thể làm nó là đối với một số bạn. Còn một số mà bạn còn với những bạn mà ở đây như chị bóc úp hai thông tin đó thôi. Và một cái nữa Nhi muốn nói là cái thông điệp này đến từ tụi một, là dù các bạn có lựa chọn như thế này, các bạn làm gì nữa thì cái nguồn gốc các bạn vẫn là family, vẫn là cái gốc rễ của mình. Thì có thể là bạn đi một chặng đường dài, các bạn đi một mình hay là các bạn tách khỏi gia đình, nhưng mà đến một lúc nào đó mà một thời điểm thích hợp, khi mà bạn đã đủ trưởng thành và chín chắn thì nhiều khi các bạn sẽ quay về với gia đình để mà cùng làm việc và chữa lành gia đình, cùng hàn gắn lại mối quan hệ với gia đình đó. Writing là viết nè, cảm truyền cảm hứng nè, dạy học nè, entertainment, công việc giải trí, sáng tác, nhạc sĩ đó, với những cái từ ngữ cái rapper cũng vậy các bạn, tại vì cái writing có nghĩa là viết nhiều á, các bạn phải tự sử dụng ngôn ngữ của mình nhiều lắm. Thì đó là cái những cái nghề nghiệp mà được pop up ra ha. Rồi các bạn có music nữa, hãy connect với music để mà healing bản thân và những người khác. Đây các bạn có một lá là career change, các bạn đang gọi là đang break, đang một nó giống như là đang được break ra cái không những cái dùng từ sao ta, một là break hẳn một cái hướng đi, break ra hẳn một cái hướng đi mới, hai là có thể là mở rộng ra cái hướng đi của mình để mà các bạn có thể đem những cái joyful, những cái điều vui vẻ và cái abundance là sự sự thịnh vượng mà các bạn đã design nó, các bạn đã thiết lập cho nó, đã thiết lập, đã mường tượng cho nó, đã vẽ và luôn luôn visualize tưởng tượng cho nó, và vì các bạn là xứng đáng với những cái điều đó nên là đây là cái lúc mà career change. Các bạn thấy cái này không? Nó rất là sáng, cái tia này nè, đó là cái hướng, cái tương lai, cái kết quả nó rất là rực rỡ như vậy, và nó được bảo vệ bởi angel nữa các bạn ạ. Control abundance cho các bạn chọn tụ hai ha. Thế đó các bạn chọn tụ hai trong thông điệp sự nghiệp học tập, công việc sự nghiệp học tập, thông điệp về thông tin được thích cho các bạn chọn tụ hai. Congratulations, ở đây nghĩa là chúc mừng các bạn đang cái sự increase, nghĩa là cái sự tăng lên về cái mặt hưng thịnh, về cái mặt abundance trong cái cuộc sống của bạn á, đang được chảy và nó đang được chảy hiện tại với cái cuộc sống các bạn, và nó sắp tới nó sẽ đến đó, nó coming to đến với cái cuộc sống cũng như là cái sự hưng thịnh về mặt vật chất, tiền bạc của các bạn ha. Nó giống như là một cái kết quả từ cái những cái suy nghĩ tích cực của các bạn, từ những cái willingness là sẵn sàng cho đi á, có là sẵn sàng cho đi, sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng làm cái điều đó, nên là nó đang được promotion, nó đang được rise lên. Clean energy food, các bạn được nhắc nhở là hãy nạp
hãy bắt đầu hãy kiểm tra lại cái phần mà năng lượng đồ ăn của mình nó có clean hay không, nó có sạch hay không. Những cái đồ ăn đó nó đưa vào người các bạn nó có cơ thể các bạn có phản ứng lại hay không. Rồi các bạn lại có một cái thông điệp là savings, nghĩa là tiết kiệm. Đây là một cái phần saving, cái việc tiết kiệm nó cũng là một cái phần nằm trong cái phần self care các bạn, một cái phần chăm sóc bản thân và nằm trong cái hành trình để mà các bạn cảm thấy rằng là mình có một cái mục đích trong cái cuộc sống này, mục đích làm việc, mục đích trong cái hành trình này. Có nghĩa là với một số bạn có thể là đó giờ vẫn không có saving được, hay là không có khả năng, hay là không bao giờ có ý thức là saving á, thì bây giờ đây là một cái thông điệp là hãy bắt đầu tập cái việc saving từ những cái món tiền nhỏ thôi, chứ không nhất thiết là phải tiết kiệm được một khoản quá lớn, nhưng mà mình hãy tập như vậy, hãy practice như vậy, thì hình từ từ thì mình sẽ gọi là có thể heal được cái phần finance, chữa lành, nghĩa là mình heal được cái phần tài chính của mình, heal được cho những cái phần mà đó giờ mình vẫn đang, những cái phần mà tổn thương về mặt tài chính, hay là những cái nỗi ám ảnh, hay là những cái mà trauma chẳng hạn về mặt tài chính đó. Rồi một thông điệp nữa là positive, là hãy tích cực, hãy có niềm tin. Nghĩa là bạn, thật ra ở đây ở cái tụ này như thế là các bạn đã tích cực rồi á, đã tích cực, đã luôn 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 làm việc cho bản thân và luôn giữ cho mình một cái trạng thái, một cái năng lượng rất là positive. Thì ở đây chị muốn nói là hãy keep the faith and keep going, là hãy giữ vững cái niềm tin đó và keep going thôi các bạn, và đừng cho phép những cái negative energy hay là những cái tần số thấp nó ảnh hưởng đến cái hành trình các bạn đang đi hơn. Hãy làm việc với nó và hãy chuyển hóa những cái nguồn năng lượng đó. Chị sẽ bóc ra một vài trong cái bộ này thôi, tại cái bộ này là bộ lớp nên là nếu mà những thông điệp về tình yêu thì chị sẽ không đọc nha. Ở đây các bạn có một số bạn còn bị addiction, có nghĩa là còn những cái vấn đề liên quan đến lệ thuộc, phụ thuộc, codependence, bị controlling, nghĩa là sợ tương lai, bị kiểm soát, tự các bạn kiểm soát cái chính bản thân mình, tự các bạn kiểm soát cái kết quả của bản thân, cái tương lai, kết quả của cái sự nghiệp của mình á, thì hãy nhìn nhận nó, làm việc lại với nó không. Ok, đây có một cái lá girl with a snack, có nghĩa là nếu mà bạn nào có thể là kể cả trong công việc học tập có một người, có thể là phụ nữ hoặc cái người đó mang tính nữ nhiều, nghĩa là người ta luôn lăm le cái kết quả các bạn, người ta luôn lăm le với những cái thành quả các bạn đạt được á, và người ta đi cảm giác thôi nha, là sắp tới người ta sẽ giống như là harm các bạn, nghĩa là hãm hại các bạn, hoặc là kiểu giống như người ta sẽ hành động cái điều đó hay là thực hiện cái điều đó, nên là hãy tolerate cho mình nha, nghĩa là luôn luôn phải luôn có một cái sự protect bản thân mình, sẽ có luôn một cái sự quan sát, và khi mà các bạn nói chuyện với ai đó hay các bạn cảm nhận một cái người nào đó mà các bạn cảm thấy tự nhiên cảm thấy khó chịu, là cảm thấy lo, cảm thấy không thoải mái, hay là cảm thấy nổi da gà chẳng hạn, hoặc là cảm thấy sợ sợ sợ, dù cái người đó là có thể là người quen biết đã lâu năm hay là bất kể một người lạ, người mới nào, thì hãy tin vào cái trực giác đó của mình, hãy tin vào cái cảm nhận đó, cái empath đó, cái sự cảm thấu bằng cái cảm xúc đó qua da các bạn, qua trực giác các bạn, qua năm cái giác quan các bạn, thì đó có thể là cái người mà luôn 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 muốn hãm hại và luôn luôn ghen tị với các bạn chẳng hạn. Họ chỉ đang chờ thời cơ hãm hại các bạn thôi. Ở đây cái mà như thấy. Một cái thứ hai là trial and fly, thì đó là một cái trial and fly có nghĩa là giống như là transformation đó.
là một cái sự thay đổi, change là cái điều mà các bạn sẽ hướng tới, ánh sáng hướng tới fly, hoặc là các bạn sẽ tìm ra, finding down ra một cái sự thật nào đó, một cái secret nào đó, một cái tiềm năng nào đó của các bạn, và nó có liên quan đến việc chữa lành nữa. Hồi nãy như có nói cái việc mà addiction ha, cái việc mà codependence. Bài nó cứ bay tứ tung. Để cái việc codependence, cái việc mà phụ thuộc lệ thuộc á, có thể là nó đến từ cái việc những cái mối quan hệ bị tổn thương trong tình cảm, hoặc kể cả trong gia đình, hoặc là đến từ những cái mối quan hệ toxic, những cái người các bạn quen biết, hoặc là những cái người những cái liên kết toxic, nó làm cho các bạn bị tổn thương, hoặc nhiều khi chính các bạn bị nghiện cái việc bị tổn thương đó. Tại đây nó có addiction, nó hiện lên rất là nhiều. Thì đây là thông điệp gửi đến cho các bạn ha. Ok, bây giờ Di sẽ bóc cam. Ok. Thông điệp mà tụ hai cần lắng nghe. Với cái addiction với lại healing hurt, cái những cái mà các bạn mà bị tổn thương, bị những cái relation, bị những cái toxic relationship á, các bạn hãy đừng tự mình đắm chìm vào những cái tiêu cực đó nữa, đừng có tự nhốt mình rồi tự dằn vặt bản thân mình rồi gọi là sao, kiểu giống như các bạn tưởng tượng là các bạn có tưởng tượng các bạn có cái tim giống như bông, hoặc là có một cái con hình nợ vậy đó, và kiểu các bạn cứ đâm nó, các bạn cứ kiểu mà dằn xé nó, thì bây giờ đến lúc phải tỉnh ha, phải tỉnh đó, chứ không biết đi đó, nó hẳn ngay là vậy á các bạn, là hãy tỉnh táo và hãy thoát, hãy tự bản thân các bạn giải thoát cho chính những cái addiction đó nha. Thì gì các bạn phải tự cứu mình thôi, các bạn phải tự vực dậy, thoát ra khỏi cái sự nghiện ngập đó, những cái vòng lặp đó. Ok, và đây là một số keyword cho tụ hai. Focus thì focus nghĩa là tập trung, nghĩa là hãy tập trung vào cái quyết định của bạn. Nếu mà các bạn đã có quyết định rồi, các bạn có hướng đi rồi, thì bây giờ là cái lúc mà các bạn hãy focus đó, tập trung vào nó thôi. Hoặc là khi các bạn nghe cái từ đó xong, các bạn trong đầu các bạn bóp ốc thông tin gì, thì hãy cứ theo trực giác của mình ha. Achievements, những thành tựu, thì như đã như nói cái kết quả, những cái thành tựu nó sẽ đến. Trend direction thì một là những cái bạn nào mà đang lấn cấn chưa biết có nên thay đổi cái hướng đi của mình hay không, thì đây là cái thông điệp muốn nói đến, là đến lúc các bạn hãy thay đổi cái direction đó, cái hướng đi đó. Còn những bạn nào mà đã quyết định rồi, đã đi rồi á, thì đây là một lần nữa được confirm cho các bạn á. Keep calm, hãy từ từ ha, bình tĩnh lại, chậm lại ha, keep calm. Long vũ ở đây nó sẽ có hai cái lớp nghĩa, hoặc là tùy vào mỗi bạn cảm nhận. Thì có nghĩa là với Nhi channel lên cái này, được channel lên cái này, thì là các bạn sẽ luôn luôn được bảo vệ, bảo hộ và protect và guide bởi angel của các bạn, bởi cái đội angel của các bạn. Hoặc là các bạn sẽ được đi đến một cái nơi đó có cái dấu hiệu của angel, hoặc là những cái nơi nào, hoặc là những cái điểm nào mà nó có cái sign angel, thì có thể cái đó là nơi mà các bạn nên bắt đầu làm việc, hoặc là nơi các bạn nên bắt đầu học một cái công việc đó, hoặc là nghĩa là nơi các bạn bắt đầu làm cái điều mà mình muốn làm á, điều mới đó. Don't let ego cheat you, có nghĩa là đừng có để cái ego các bạn lừa các bạn, đánh lừa các bạn, đừng có để bóng tối nó lừa các bạn ha. Embrace your emotion, kể cả nghĩa là negative or positive, có nghĩa là hãy ôm trọn tất cả những cái cảm xúc của các bạn, kể cả tích cực lẫn tiêu cực. Talk to mom. Ok, các bạn có một cái lời nhắn và hãy nói chuyện với mẹ. Nói chuyện với mẹ đây có thể là các bạn có thể là nói là quyết định của mình, chia sẻ cái hướng đi của mình,
hoặc là nhiều khi các bạn có thể nói chuyện với mẹ để nhận được những cái sự hướng dẫn, những cái experience, những cái kinh nghiệm mà có thể mẹ các bạn có thể giúp các bạn có một cái hướng đi, hoặc là giúp đỡ các bạn trong công việc hoặc là học tập sắp tới. Eagle power ở đây muốn nói nó make sense, nghĩa là nó có liên kết với cái lá keep calm hồi nãy á, là hãy chậm lại, hãy nếu mà những bạn đối với những bạn mà đã có hướng đi rồi, đã bắt đầu đi rồi á, và bắt đầu có những cái nhận được những cái tín hiệu hoặc là những cái kết quả nó tốt đẹp rồi á, thì đừng có quá nhanh, hay là đừng có quá hối thúc bản thân, hay đừng có quá gọi là luôn luôn muốn bản thân nhiều hơn hoặc là đạt nhiều hơn. Thì đương nhiên là có thể là cái tâm các bạn tốt, cái intention các bạn là nó luôn luôn tốt, luôn luôn sáng, nhưng mà khi mà mình bị cái kiểu mà cuốn lên như vậy là mình muốn nó nhiều hơn nữa, mình muốn nó sâu hơn nữa, mình muốn giúp được nhiều người hơn nữa, thì chính cái lúc đó nó cũng là cái ego power của các bạn, và các bạn sẽ rất là dễ bị take những cái negative energy là bị ego, nên là hãy từ từ lại nha, hãy keep calm, chậm lại, gây tất cả mọi thứ nó sẽ đến vào những thời điểm thích hợp. Okay, make new color in your job, in your life. Có nghĩa là hãy tạo nên cái màu sắc mới cho công việc, sự nghiệp, học tập của các bạn. Nghĩa là giống như nếu mà làm một công việc nó quá nhàm chán hay là như thế nào đó, hay là học tập mà mình thấy nó học hoài vậy cũng hơi chán, thì các bạn có thể gọi là tự tạo cho mình niềm vui hoặc là cái hứng thú khi đi học, đi làm rồi đó. Thì nó cũng là make color star, ngôi sao. Thì ngôi sao ở đây có thể là các bạn sẽ làm việc với người nổi tiếng, hoặc là làm trong cái lĩnh vực nổi tiếng, hoặc là nó mang một ý nghĩa, đó là cái kết quả, cái thành tựu, cái tương lai sắp tới nó sẽ sáng như cái ngôi sao và gặp được nhiều may mắn như vậy đấy. Và cái charm cuối cùng, nature grounding, là thông điệp muốn nhắc nhở là thứ nhất là kết nối với đất mẹ, hoặc là cái như nói lúc đầu tiên á, là làm việc những cái sản phẩm liên quan đến nature. Và thứ hai là grounding, có nghĩa là thiền định á, thiền định đi bộ ở dưới, loại đi bộ trên cỏ, thiền ở biển này nọ, nói chung là kết nối với cây cối, đất, rừng, sông, núi. Vì khi các bạn kết nối như vậy á, thì các bạn phải để cái tâm mình trong đó, chứ không phải là chân đi nhưng mà cái đầu nghĩ chuyện khác, xong rồi chân thì đi nhưng mà đầu thì nghĩ chuyện kinh doanh, hoặc là nghĩ từ cái đầu mình, nó không có kết nối với cái chân của mình, nó không có cảm nhận được cái đất đó, thì nó không phải là grounding nha. Ok, thì đó là tất cả những gì Nhi dành cho các bạn tụ hai. Cảm ơn các bạn đã tụ hai đã lắng nghe. Cảm ơn các bạn đã like và subscribe. Nếu các bạn chưa like và subscribe thì hãy nhấn like và subscribe nhé. Thank you các bạn. Xin chào các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba chọn đá xanh lá cây này, quên tên nó là cái gì, chỉ biết là đá thô à, green fluoride vậy. Đây, các bạn tụ ba, các bạn chọn một xíu nhé. Ok, kết nối với các bạn chọn tụ ba. Chọn tụ ba thông điệp à, trong lúc sau bài thì vừa mới thấy hình ảnh trứng cút
Không biết là bạn nào trong tụ này thích ăn trứng cút hoặc là đang ăn trứng cút. Các bạn tụ này thích thích, thích ăn trứng, không những trứng cút mà còn trứng gà nữa. Các bạn đang bổ sung protein cho mình khá là nhiều á. Hoặc là nếu mà những bạn nào mà dạo gần đây ít bổ sung protein thì đây là cái lời nhắn, thông điệp mà nhắc nhở các bạn bổ sung protein thêm cho mình hơn. Các bạn còn có một như còn trong đầu như còn một số hình ảnh là salad cà chua thơm ghét vô kết hả, cái kiểu mà phô mai, mà phô mai giống như trong pizza phô bi hoặc là phô mai cắt cục cục ăn chung với salad đó các bạn. Có thể là một số bạn nào đang thèm hoặc là một số bạn nào mà ít ăn rau, dạo này ít ăn rau đó, thì đây là lời nhắc các bạn ăn rau. Còn thấy cả mì Ý pizza phô bi nữa. Ok, thì đây là thông điệp về sự nghiệp, công việc, sự nghiệp sắp tới, học tập. Nó sẽ là một cái trải bài kết quả mở, nên là nó sẽ không có một cái kết quả nào chi tiết hoặc là một cái lời khẳng định nào hết. Nên là các bạn hãy đón nhận và lắng nghe những cái thông điệp nào liên quan đến mình, phù hợp với mình mà mình cần nghe, chắt lọc nó lại và từ đó cho mình một cái hành trình hoặc là suy nghĩ thông, gọi là thông suốt hơn để mà tự đưa ra quyết định của mình ha. Thì như nói luôn á là dù cái quyết định nào các bạn đưa ra thì nó cũng sẽ là những cái quyết định đúng đắn thôi, và nó sẽ luôn luôn được support hoặc là luôn luôn có những cái kinh nghiệm lẫn bài học mà các bạn lựa chọn cái hướng như đó, cái đường đi đó. Kết nối với các bạn chọn tù qua công việc sự nghiệp học tập sắp tới, các bạn chọn tù qua đang trải, nhưng mà cái tụ này mới vừa pop up trong đầu cái hình ảnh lá hybrid deck thì có thể là cái tụ ba, đây là cái tụ mà có năng lượng cao nhất đó. Là cái tụ mà có thể là cái tần số các bạn khá là cao, các bạn là những healer, tarot reader, tarot healer, reiki, sao healing, như là những cái người làm việc trong về mặt năng lượng liên quan đến tâm linh. Cái tầng và các bạn cũng đã có một cái kinh nghiệm và đi một chặng đường cũng khá là dài rồi đó. Đó là cái lá mà mình thấy công việc, sự nghiệp, công việc, học tập sắp tới. Hoặc là những bạn nào mà còn còn đang đi học và là đang còn nhỏ nhỏ mà các bạn muốn học thêm tarot hay là này nọ thì nó cũng sẽ là những cái năng lượng nó hiện lên đây nè các bạn. Công việc, thấy cảm thấy cái tụ này là cái tụ tâm linh, nghĩa là cái tụ spiritual nhiều nhất luôn á, cái năng lượng spiritual nhiều nhất, nên là những cái thông điệp mà được đưa đến á nó có thể là những thông điệp đưa đến có thể là nó hơi khó hiểu hoặc là nó sẽ bí mật, nó không được pop up, nó hơi khó hiểu đối với những bạn nào mà không không làm trong cùng một cái lĩnh vực nghề nghiệp hoặc là không không có kinh nghiệm hoặc không làm trong cái ngành nghề này các bạn. Nhưng mà không sao, thì sẽ cố gắng nói những gì mà được ấp trong đầu. Ok, đầu tiên cái câu đầu tiên được ấp trong đầu là các bạn đang đi đúng đường rồi đó, các bạn được khẳng định là các bạn đang đi đúng đường. Không những các bạn đang đi đúng đường mà sắp tới sẽ có một người đàn ông trẻ hoặc là cái người mang năng lượng nam tính cỡ các bạn, có nghĩa là cỡ tầm ít nhất 25, 30 hoặc là 20, U20, U30 gì đó, đến tầm 30, 35 thôi. Cái người đó sẽ là cái người giống như là đem đến tiền bạc cho các bạn, support cho các bạn về mặt tiền bạc,
Thế người ta cho bạn là người ta offer, nói chung là cái người này giúp cho các bạn luôn ở đây, như thế là cho luôn á. Và ở đây như thấy cái năng lượng các bạn á, nó khá là queen ha, là cái lá nó rất là vững luôn á. Các bạn biết các bạn đang làm cái gì, các bạn biết là cái giá trị các bạn đang ở đâu, các bạn biết là cái hướng đi các bạn như thế nào, cái sự quyết định của bạn đúng hay là ở đây không phải đúng hay là sao, mà cái sự quyết định của bạn, à không phải sự quyết định, quyết định ở đây nó liên quan đến cái việc mà buông bỏ và bắt đầu một cái hành trình mới á. Cái kiểu quyết định gì á là đúng đắn hay là sai đối với trái tim các bạn, chứ không phải là đối với một cái lý thuyết hay là một cái định nghĩa nào nhất định của cái thế giới đặt ra, mà là nó đúng hay sai đối với cái tâm nguyện các bạn thôi, đối với cái intention các bạn thôi. Và các bạn tin tưởng vào cái kết quả tốt đẹp phía trước, các bạn chắc chắn, các bạn tin tưởng vào cái điều đó, như là các bạn chắc chắn luôn á là mình sẽ đạt được cái điều đó. Các bạn có King of Cups nè. Rồi các bạn ơi, cái tụ này đẹp lắm, cái tụ này là đảm bảo luôn. Này đảm bảo luôn các bạn, đảm bảo là cái tụ này vàng rực. Vàng rực luôn á, để gì? Để giờ nó vàng mà sáng quá luôn á các bạn, nghĩa là nãy như nói các bạn là có một. Đợi xíu các bạn ơi, cái xét nó đốt lên. Ngọt quá, như còn ngọt nữa. À, không những cái một người đàn ông trẻ tuổi người ta cho các bạn tiền, người ta ốp vào các bạn tiền, còn có một người đàn ông lớn tuổi hơn vậy, nghĩa là tuổi trung niên, thôi là business man, nói chung là người ta có tiền bạc của cải, ít nhất là từ 40 45 là người ta cũng trải đời. Có thể nha, là như thế, cái người đàn ông này người ta không hiểu cái công việc mà đang làm là cái gì hết, người ta không hề biết ngành nghề đó là cái gì, đối với người ta đó là một cái lĩnh vực hoàn toàn mới lạ. Nhưng cái việc mà từ healing, từ healer là từ chữa lành đó, không phải là người nào cũng hiểu, thì cái người đàn ông này người ta không hiểu, hoặc là cái người mà mang tính nam, cái năng lượng nam tính này á, nhưng mà người ta sẵn sàng đưa tiền cho các bạn, người ta sẵn sàng đầu tư cho các bạn, mà người ta kêu là ok, tại vì người ta chỉ đơn giản là người ta tin tưởng các bạn thôi. Ở đây thì như không thấy cái việc có tình, có thể là có tình cảm nhưng mà nó kiểu như là không phải là quá sâu đậm hay gì, và người ta tin tưởng vào cái trực giác của người ta, chứ không phải là người ta tin tưởng vào cái công việc các bạn, hay người ta tin tưởng vào cái giá trị các bạn đâu nha, mà là anh ta tin tưởng vào cái trực giác của anh ta. Là bạn là cái người dường như tâm tốt, hoặc là bạn là một cái người có potential, có một cái khả năng tốt. Ở đây có thể là hai người, nhưng mà cảm giác như là có một người các bạn. Một là hai người, có nghĩa là người này, hai người là nghĩa là một người đàn ông đem đến cho bạn một cái tình cảm. Bạn sẽ có một cái chỗ dựa về tình cảm, và bạn có một cái chỗ dựa về tiền bạc. Đó là có thể là hai người. Còn cái thứ hai là bạn bạn có thể là hai cái người này là một, có nghĩa là cái người này vừa giúp đỡ, vừa đưa trao tiền support cho bạn với vấn đề tiền bạc vật chất, mà không hề có một cái fear, mà có một cái điều kiện nào hết. Và cái người này cũng là một cái người rất là sống rất là tình cảm, là người family family man, là người đàn ông gia đình đó các bạn. Thì có thể là hai người là một, hoặc là cả là hai người khác nhau, nhưng mà dù là người nào nữa thì rất rất là tốt đẹp với các bạn, rất là good, đó là một cái good support cho các bạn, thì các bạn xứng đáng mà, tại vì các bạn là queen of pawns, các bạn là nữ hoàng, nữ hoàng gậy mà, nên là nó là có điều đó là hiển nhiên và xứng đáng thôi. Tại vì giống như là những cái tần số các bạn phát ra, cái năng lượng các bạn tỏ ra, các bạn sống với cái năng lượng đó như thế nào mỗi ngày, thì đến các bạn sẽ thu hút lại cái năng lượng y chang như vậy. Về mặt tiền bạc, về mặt cảm xúc nó rất là sáng, nói chung là nó sáng như là các bạn biết những người đeo vàng không? Mấy người đeo vàng nhiều nhiều mà bước vô chỗ nào đó mà có đèn á, nó lóa mắt á, đó là cái trải bài hiện tại là chỉ thấy toàn màu vàng thôi đó các bạn. Ở đây cái tụ này như thấy các bạn, cái lá đầu tiên nó ra, nó là lá the hangman rồi, nên là như thấy là nó đã mang tính cực kỳ tâm linh và spiritual ở đây rồi ha. Các bạn không những tâm linh mà các bạn còn thông minh nữa, cái sự thông thái thông minh nữa.
cái việc này nó được rèn giũa từ cái hành trình của các bạn, từ cái chặng đường đi các bạn. Như là các bạn không những heal về mặt năng lượng, về mặt cơ thể, mà là và các bạn còn heal, hay là các bạn còn tự bắt đầu tìm hiểu trend về cái vấn đề mà đầu óc, về bộ não của mình, kiểu như vậy á. Nghĩa là không những là về tâm linh không, mà còn liên quan về khoa học, về tâm lý học nữa. Ở đây thấy là sắp tới các bạn có thể làm việc, các bạn phải làm việc với rất là nhiều người, các bạn phải gặp rất là nhiều người, như các bạn phải sao ta, không hẳn là chống đối đâu, cũng không hẳn là đấu tranh hay gì, nhưng mà các bạn sẽ giữ vững được cái năng lượng của mình khi sẽ phải tiếp xúc với nhiều nguồn năng lượng khác nhau. Các bạn giữ vững được, các bạn gọi là on stand, cái gì on stand quên mất tiêu rồi, cái là kiểu mà đứng vững trên cái đôi chân của mình đó. Các bạn có lá The Magic Sun. Yeah, cái là Magic Sun là cái lá rất là đẹp, là bạn có thể làm bất kể cái gì các bạn muốn luôn á, làm cái gì cũng được hết á, muốn làm gì cũng được. Các bạn rất là quyền năng, tài năng ha. Ở đây một cái nữa như thấy là các bạn đang được, một là các bạn đang tự nuôi dưỡng, hai là các bạn đang được nhắc về cái việc creative của các bạn á, về việc sáng tạo các bạn á. Nếu như các bạn đang có quá nhiều cái sự sáng tạo bên trong não của mình, bên trong đầu của mình, bên trong người của mình, thì đây là cái lúc mà các bạn phải xả nó ra, cái lúc các bạn phải tưới nó ra, các bạn phải đưa cái creative của mình ra, và các bạn phải express, bày tỏ cái sự sáng tạo của mình ra cho mọi người thấy. Hoặc là một là có thể cái sự sáng tạo đó nó giúp ích cho cộng đồng, hai là chỉ đơn giản là bạn muốn xả cái nguồn, bạn muốn bày tỏ, dùng từ xả nghe ghê quá ha, bạn muốn bộc lộ cái creative của mình ra, chỉ đơn giản vì cái sự thôi thúc của bản thân vậy thôi. Hoặc là các bạn còn một cái trường hợp nữa là, hoặc là các bạn đang tự mình nuôi dưỡng cái nguồn năng lượng sáng tạo, các bạn bảo vệ cái nguồn năng lượng sáng tạo của mình, các bạn không bị lung lay bởi những cái yếu tố negative bên ngoài, hay là những cái môi trường, những cái tổ chức, những cái năng lượng từ những con người, tập thể, nó làm ảnh hưởng đến cái nguồn năng lượng, nguồn sáng tạo của các bạn. Các bạn giữ gìn nó, các bạn nuôi dưỡng nó một cách pure nhất, có nghĩa là một cách trong sáng nhất, giống như cái intention các bạn vậy, cái mục đích các bạn vậy, thì cái creative các bạn cũng giữ gìn nó, bạn nuôi dưỡng nó, bạn muốn nó mình muốn cái creative của mình nó là pure, như cái nguyên thủy, như cái của mình. Mình không muốn nó bị tác động bất kỳ một cái gì hết, mình không muốn nó bị attack bởi một cái gì hết. Ok. Sau ngoài những cái sự tốt đẹp và những cái sự vàng rực rỡ đó, thì ở đây có một số có thể là một số bạn, có một số bạn phải đối mặt, phải đối mặt và nhìn nhận cái việc là mình có những cái mối quan hệ không còn phục vụ cho cái chặng đường mới này của mình nữa. Những cái mối quan hệ về con người luôn nha các bạn, những cái người chị em thân thiết, bạn bè, gia đình. Thật ra gia đình đây thì Nhi cũng không dám nói về cái gia đình đó. Gia đình thì lúc nào cũng là một kết nối rất là chặt chẽ, nhưng mà kiểu như anh chị em họ chẳng hạn, hoặc hiện tại, nghĩa là sắp tới, nghĩa là ở giai đoạn hiện tại, thì các bạn có thể sẽ phải buông bỏ, kết thúc, không còn liên lạc, không còn kết nối với những cái người đó nữa, những cái mối quan hệ mà nó không an toàn cho chính bạn, hoặc là nó không phục vụ cho chính bạn. Ở đây như thấy nha, các bạn đừng tiếc nuối ha. Các bạn đừng tiếc nuối là tụi mình giống như là bạn và cái người đó đã có một cái quãng thời gian, hay là có những cái sự thấu hiểu nhau, hay có những cái sự soul connection với nhau, hay là những cái liên kết về mặt tâm linh, tâm hồn, giúp đỡ nhau trên cái chặng đường này, mà cảm thấy tiếc nuối, hay cảm thấy là mình tiếc quá, hay là mình cảm thấy buồn quá về điều đó. Thật ra sau lưng bạn vẫn còn những người khác nữa, sau lưng bạn vẫn còn những cái mối quan hệ mà luôn luôn thật sự là giúp đỡ bạn, luôn luôn đứng đó chờ bạn, luôn luôn support bạn. Những cái mối quan hệ giống như là xứng đáng với bạn hơn,
ở phía sau luôn. Bạn có điều là bạn có quay lại nhìn nó hay không, có điều là bạn có quay lại để nhìn thấy được những mối quan hệ đó hay không. Họ vẫn luôn đứng đó chờ bạn, luôn 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 đứng đó luôn, luôn luôn stand, gọi là quay stand và quay bạn á, quay là chờ đợi á mọi người, chứ không phải quay cuồng quay trong trống nha. Xin phép được uống miếng nước, sắp hết nước luôn à, kiểu như một ly nước mà không dám uống nhiều á, uống ngụm 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 á mọi người. Hay thấy có một số bạn hoặc là hầu hết các bạn đang đi tìm nhà, các bạn đang tìm nhà cửa, các bạn liên hệ với môi giới rất là nhiều, rất nhiều môi giới kiếm đến bạn, các bạn tìm này tìm kia, cân nhắc này nọ. Có thể có một vài bạn thì tự tìm một mình, hoặc một số bạn thì tìm chung hoặc là ở chung với bạn bè, thì cả hai người cùng tìm, cùng cùng một lúc tìm tìm nhau á, tìm nhà cùng nhau á. Ok, thì liên quan đến cái lá mà hồi nãy mà Nhi nói là kiểu mối quan hệ được buông bỏ các bạn, thì đó là cái lá 5 ly. Thì tiếp theo đó là cái lá Justice, thì ở đây Nhi thấy á là cái lá Justice này nó có hai nghĩa. Một là giống như là vũ trụ á, bố trụ nói là ok, đến lúc phải buông bỏ rồi đó, đến lúc đây là cái thời điểm thích hợp phải buông bỏ, đây là cái thời điểm mà phải nhận ra đâu là mối quan hệ xứng đáng, đâu là mối quan hệ không xứng đáng. Xin lỗi, cái này ồn quá. Còn cái nghĩa thứ hai á, cái nghĩa thứ hai lá Justice này như thấy á, là chính bản thân các bạn phải là người đứng lên để tìm thấy cái sự công bằng, lấy cái tiếng nói của mình, đến lúc là nói lên cái tiếng nói của mình, các bạn đứng lên, các bạn bảo vệ các bạn đừng để bị ăn hiếp nữa. Ở đây như thấy có một số bạn á bị ăn hiếp nữa nha, kiểu giống như là kiểu cứ 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 nhịn nhịn xong rồi cứ bị chèn ép, hoặc là kiểu không dám nói lên tiếng nói của mình á, thì no, hãy say no và đứng lên bảo vệ cho cái tiếng nói của mình, nói lên cái tiếng nói của mình, đến lúc các bạn phải làm chủ cho cái giá trị bản thân mình, cho cái power của mình. Trời ơi các bạn ơi, cái tụ này nó vàng khè luôn á, bây giờ nó còn ra lá King of Pentacles, rồi các bạn biết là không còn gì để nói nữa. Ôi sorry các bạn, nãy giờ mà không biết là tại điện thoại còn có 20% pin á, nên là hồi nãy nó hiện cái thông báo lên, không biết là cái khúc đó có bị ngắt hay không, hay là không biết là cái khúc đó có bị che hình không, mà chắc là nó không bị ngắt đâu, nó bị che hình thôi, mà các bạn chắc vẫn nghe tiếng Nhi nói. Ui ok, Nhi sẽ ngừng trả bài tới đó đây để bảo toàn cho cái kết quả tốt đẹp này, đó là cái lá 10 ly, không còn gì tốt đẹp hơn nữa. King of Pentacles và 10 ly. Thì đây, một cái kết quả quá là tuyệt vời, quá là perfect future cho những bạn chọn tụ ba. Nó một màu vàng rực ở đây, nên là cái việc nhìn thấy là cái việc các bạn cần làm ở cái tụ này á, là các bạn hãy giữ vững niềm tin của mình, giữ vững niềm tin của mình và keep going thôi các bạn. Các bạn giống như là the Empress, các bạn giống như là the Empress là Queen of Crown, là các bạn giống như là nữ thần á, goddess, các bạn chỉ cần cầm cây trượng của mình để mà bước 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 đi thôi á, và xung quanh các bạn là nó là nó rất là vàng rực rỡ luôn á, và cái năng lượng đó nó sẽ thu hút lại những người đàn ông, những người phụ nữ, những cái mà tốt đẹp phục vụ cho cái hành trình các bạn đi á, nó tự động thu hút lại các bạn, chứ bây giờ các bạn không còn tìm kiếm nữa. Các bạn đã học được cái bài học mà cái việc mà chaser hay là tìm kiếm những cái thành công, những cái kết quả rồi, thì bây giờ là lúc các bạn hãy bước đi thôi, giữ vững cái niềm tin của mình, keep cái intention của mình, và bước tới cái tiệm vàng đó các bạn, bước tới tiệm vàng đó. Các bạn muốn gì cũng có luôn, mua nhẫn gì cũng có hết. Thật ra các bạn lúc đó các bạn cũng đeo đầy người, đeo vàng đầy người đó, nó giỡn đó nha, nó giỡn kiểu là để cho các bạn hình dung ra được cái sự giàu có hưng thịnh của các bạn, là quyền lực và tài, gọi là quyền lực quyền năng powerful các bạn.
Ok, cái này chắc phải tranh thủ nhanh chứ khi mà máy nhé sập nguồn. Mà tụi này chắc cũng không có phải nhiều nặng như tụi một đâu ha. Ok. Thông điệp protection, các bạn có lá protection ha, thì hồi nãy như có nói. Nãy giờ cũng có nói mấy vài lần về cái boundary đúng không? Có cái lá protection thì hãy nhất bảo vệ cho bản thân mình, bảo vệ cái năng lượng của mình, bảo vệ cái aura của mình. Và cái thứ hai như thế là các bạn phải bảo vệ cho cái chính kiến của mình, gọi là protect your right, cái chính kiến của mình, cái quyền lợi của mình, cái tiếng nói của mình. Không ai có thể xâm phạm cái điều đó đó, không ai có quyền xâm phạm được những tất cả những cái điều đó của bạn hết đó. Hãy cut the cord, có nghĩa là hãy cắt bỏ hết những cái core, những cái cốt lõi mà nó ảnh hưởng đến bạn, nó negative ở trong những cái phần nguồn năng lượng hay là tiềm thức, hay cả trong những cái phần gốc rễ luôn xa. Awakening đấy các bạn, một là các bạn đã awakening, hai là các bạn đang trong giai đoạn awakening, và hoặc là sắp tới các bạn sẽ được liên tục awakening ở rất là nhiều giai đoạn khác nhau, ở rất là nhiều moment khác nhau. Các bạn có the great gathering is coming together into two Higgs và Soul Tribe. Thì ở đây có nghĩa là sắp tới là cái sự sự kết hợp lại re sự tái kết hả ta, cái kiểu mà mọi người gặp nhau, những cái linh hồn gặp nhau, các bạn bắt đầu những cái linh hồn nó hồi nữa ghê ghê quá, kiểu như các bạn, những cái soul family của các bạn á, những cái soul family của các bạn đến từ kiếp trước hay như thế nào á, sẽ bắt đầu kết nối với nhau. Nó sẽ là một cái sự kết nối về mặt tâm linh cực kỳ mạnh và vững chắc, và mang tính protection. Giống như một mình các bạn á là có light intention đúng không, cái powerful của các bạn, thì bây giờ các bạn kết hợp với những cái người mà cùng soul family với các bạn, thì cái sự mà lan tỏa đó, cái sự rising đó, cái sự awakening đó, hay là cái sự mà cái ánh sáng la lớp đó, nó được double, là nó được triple lên một cách rất là mạnh mẽ. Và một số bạn họ là như nghĩ là hầu hết những bạn trong cái tụ này sẽ là những cái người mà có cái năng lực trực giác rất là cao, thì sắp tới các bạn sẽ có những cái cú hit in về trực giác, nghĩa là trực giác nó mạnh hơn, nó nhạy cảm hơn, và nó có những cái lóe trong cái phần trực giác, các bạn lóe sáng lên. Rồi tiếp, rồi nói quá không biết làm gì, không biết bóc bộ nào tiếp theo luôn á mọi người. À không, đi bóc bộ này với tụ ba thì nói chứ cái bộ này là cái bộ mà Như thích, tại vì kiểu nó khá là spiritual, thì mới vừa cầm bộ này nhưng mà thấy nổi da gà á mọi người. Thông điệp cho các bạn tụ ba, thông điệp công việc sự nghiệp của các bạn tụ ba. Mọi người ơi, nếu mà tụ ba nào đang nghe giữa chừng mà có bị ngắt á, thì coi như là hãy thông cảm cho Nhi nha. Nhi sẽ cố gắng quay tiếp và nói vào. Này nói chứ. Ok, các bạn có The Matrix. Ok, với cái lá này á là không biết diễn tả sao mọi người, nhưng mà Nhi thấy được cái hình ảnh của nó là giống như là một cái sự, giống như nãy như nói cái việc mà các bạn tái hợp với những cái soul family các bạn, hay là với kể, tại vì mỗi một cái người đều sẽ có cái họ đội bảo hộ tâm linh và đội bảo hộ angel đúng không, thì cứ một người sẽ có hai cái đội mạnh như vậy, thì cứ liên tục các bạn kết nối với những cái soul family khác các bạn, thì nó giống như là một cái cú nổ Big Bang á, nhưng mà nó nằm ở cái tầng rất là cao, cái sự 5D á mọi người. Nó là một cái dạng awakening bự cho bá mọi người, ở ngoài hành tinh nha chứ không phải ở đây đâu. Thì đó là cái gì thấy á, sắp tới thôi á, sắp một là sắp tới, hai là nó sẽ xảy ra vào cuối cái hành trình của các bạn á, khi mà gần tới hành trình, hoặc là khi mà gần tới một cái thời điểm chín mùi đó, hay là đến lúc mà vũ trụ sắp xếp cho các bạn gặp nhau để làm cùng một cái điều gì đó, một cùng một cái mục đích nào đó, phục vụ cho cái trái đất này, phục vụ cho cái thế giới này, hay phục vụ cho cái loài người này á, thì đó là cái lúc mà khi mà các bạn đứng thành vòng tròn, các bạn bắt đầu connect với nhau đó, nó sẽ xảy ra một cái hiện tượng như vậy.
Ờ, nói chứ nổi da gà luôn, mọi người không biết nhưng mà nói xong này nổi da gà thiệt. Nổi da gà khắp người luôn á, rần rần luôn á. Ok, thông điệp của tụi ba. Trời, các bạn có Sophia, các bạn có thấy hai cái bác này giống nhau không? Đó, đây là một cái sự nở hoa, nở rộ và gọi là lan tỏa blossom. Blossom á, awakening á. Cái kiểu awakening mang cái level gọi là cực cao rồi á. Nó không phải bình thường như một người awakening nữa. Và ở đây như thấy là cái năng lượng healing, cái năng lượng nữ tính, cái năng lượng feminine á, nó rất là nhiều ở trong các bạn. Và như thấy cái soul family các bạn hầu như là đều là những cái người xuất phát từ cái năng lượng này. Các bạn có lá miracle, ba cái lá này ra toàn là những cái lá gọi là cực kỳ là tâm linh và vũ trụ. Cái miracle này có nghĩa là thứ nhất nó khẳng định là bạn đang đi đúng đường, thứ hai là những cái miracle nó đang đến với bạn, nó đang trên đường đến với bạn, nó đang hồi đáp lại bạn. Nên là hãy đón chờ tin vui nhé, sắp đến thôi các bạn ơi. Và nó sẽ liên tục được gửi đến những cái miracle đến với các bạn. Các bạn có The Messengers. The Messengers này các bạn thấy có nghĩa là cái người đưa thông điệp, cái người dẫn dắt thông điệp và là cái người angel. Thứ nhất là các bạn sẽ luôn nhận được những cái messenger đến từ angel. Thứ hai là các bạn sẽ luôn luôn được bảo vệ. Chắc chắn các bạn sẽ luôn được bảo vệ, protected luôn á. Nên là mỗi lần mà mình cảm thấy mình được protect, mình được bảo vệ thì hãy cảm ơn vũ trụ, cảm ơn guardian angels, cảm ơn spirit guide from the light của mình. Và trộm vía các bạn ha, tại vì rất nhiều như hay trộm vía lắm. Đừng ignore bất kỳ một cái thông tin nào được pop up trong đầu các bạn, đặc biệt là Long Vũ, đặc biệt là bất kể một cái điều gì các bạn bắt gặp có hình ảnh Long Vũ. Long Vũ nè, cánh chim nè, cánh thiên thần nè. Không, cái như thế và đừng bao giờ ignore những cái đó, những cái điều đó. Các bạn có thể rà lại là ok, cái angel đó hay là spirit guide đó có phải là đến từ from the highest good hay không. Các bạn có thể check lại, hỏi rất là nhiều, các bạn có thể hỏi họ rất là nhiều trước khi mà các bạn ok receive hay các bạn accept nhận cái messenger đó. Nhưng mà đừng ignore bất kỳ một cái guideline nào. Okay, các bạn có lá The Prophet. Ok, với cái lá The Prophet này thì như thấy là một cái thông điệp được nói đến là tất cả chúng ta, đặc biệt là các bạn ở tụ ba này á, tất cả chúng ta đều đang làm việc và đang phục vụ và đang làm mission, và kể cả việc là trả karma cho chính mỗi chúng ta ở những cái kiếp trước. Và cái lá này á, hiện tại thì như thấy là tất cả chúng ta đều là một một thể và đều là con của vũ trụ á. Nên là chúng ta sẽ không bao giờ bị bỏ rơi và chúng ta sẽ không bao giờ bị thiên vị hay là bị giống như là người này, cái hành trình người này lại quá ok, hay là người này được cái này người được cái kia. Không, ở đây như thấy các bạn sẽ được đối xử rất công bằng và giống như ai thì bố cũng thương á, kiểu vậy luôn á. Tất cả đây là con của bố, là ai bố cũng thương và tất cả đều là một, và chúng ta là một gia đình và chúng ta phục vụ làm công việc cho vũ trụ, cho bố của chúng ta. Nên là thay vì ở đây nha, đây là một số thông điệp, thay vì mà các bạn có một số bạn thôi, thì một số bạn mà cảm thấy ghen ghen tị, cảm thấy mình không bằng cái người healer đó, cảm thấy mình không bằng, cái hành trình của mình không không dài bằng, hay là mình không nổi tiếng bằng, hay là bất kể một cái điều gì jealousy trong trong người các bạn đó, thì hãy ý thức được cái điều đó. Là vì nếu một khi các bạn có những cái suy nghĩ đó, nó đã có cái ego trong đó rồi đó, và hãy ý thức lại cái việc mà làm việc với ego. Và đây là một cái, như nghĩa là một cái message, một cái lời nhắn nhủ đến từ vũ trụ là không, tất cả đều như nhau hết đó. Cái việc mà bố bố trụ quan tâm, yêu thương, support hay là test các bạn, hay là nâng đỡ hay gai các bạn, tất cả là đều như nhau hết. Mỗi người có một hành trình riêng, vì thế là đừng so sánh mình với bất kỳ ai.
và hãy cứ làm tốt cái nhiệm vụ của mình. Bởi vì tất cả chúng ta đều là một, và cái mục đích của chúng ta ở cái trái đất này đó là chữa lành và giúp đỡ mọi người. À, ok, cái bộ này thì tạm ngưng cái bộ này các bạn nhé. Cái một vài lá ở Life Purpose thông điệp với các bạn ở tụ ba. Các bạn là Pewter Flowers Protected. Protected ở đây có nghĩa là các bạn hãy kết nối với Angel Michael các bạn. Angel Michael là người có khả năng bảo vệ rất là cao, và hãy kết nối với Angel Michael, trò chuyện với ông, với Angel Michael, và các bạn có thể thiền để kết nối. Các bạn teaching, các bạn sẽ được inspire. Các bạn là cái nguồn cảm hứng để cho những cái người trẻ hơn, thế hệ trẻ hơn mà học hỏi á, học theo á. Ở đây có một số bạn có thể là làm việc với Flower. Làm việc với Flower có thể mở trái tim các bạn ra và đem những cái flexing đến với cái life purpose của các bạn, đến với cái mục đích sống của các bạn. Các bạn có speaker, justice, nutrition này, yoga. Các nutrition này, một là được nhắc là chăm sóc lại cơ thể, cái nutrition vô người. Hai là các bạn một số bạn làm nutrition mà cũng là dạng healer, các bạn kiểu như là giúp người khác hay là coach người khác về cái vấn đề nutrition mà mang tính cái năng lượng chữa lành từ cái thực phẩm, từ cái đồ ăn thức uống để giúp cho cơ thể được chữa lành á. Những cái đó cũng hay á mọi người. Thật ra healer rất là nhiều hướng. Các bạn có yoga nữa. Cuộc sống của bạn enhance là nghĩa là được enhance, không biết tiếng Việt là cái gì, nhưng mà theo như hiểu thì nó giống như là được cái hấp thụ á, hấp thụ bởi yoga, bởi cái việc stretching, cái nghĩa là việc cái việc dẻo dai, sáng tạo và tập thể dục á. Một vài lá cho introspendence. Ok, đây các bạn được nhắc là hãy làm part time ha. Nghĩa là hiện tại nếu mà đang chưa có nhiều điều kiện hoặc là như thế nào, nói chung là hoặc là nhiều khi các bạn làm part time các bạn sẽ ra được nhiều cái creative hay là có những cái nguồn năng lượng mới á, thì nó cũng là một cái guideline, một cái thông điệp. Thứ hai là nếu mà bạn chỉ có dream và pray, có nghĩa là nếu bạn chỉ có ước mơ và cầu nguyện thì nó chưa có đủ đâu, các bạn phải làm nó, các bạn phải do it nó, các bạn phải action nó, làm cái điều đó bằng những cái gì mà các bạn luôn dream, các bạn luôn mơ ước, các bạn luôn brain nó bằng những cái điều mà tích cực, những cái suy nghĩ tích cực, những cái năng lượng tích cực. Và các bạn có thể, các bạn được khuyến khích để mà có thể nhờ vả sự giúp đỡ hoặc là chỉ đơn giản là sự chấp nhận. Nếu như các bạn giống như là nhờ bất kỳ một ai, hoặc là kể cả việc mà các bạn ask for help từ vũ trụ cũng vậy, kêu là giống như có những lúc mà các bạn thấy rất mệt mỏi thì ok, hãy cho con sức mạnh hoặc là cho con một tín hiệu hoặc là bất kể một cái gì, thì ở đây các bạn đừng có tín hiệu, là các bạn được khuyến khích hỏi, nhờ vả sự giúp đỡ bất kỳ lúc nào các bạn cảm thấy mình cần. Một cái nữa là release jealousy, thì như nói nãy á, có một cái nếu mà các bạn cảm thấy là luôn không bằng ai, mình chưa đủ tốt á, thì hãy release cái điều đó ha, hãy transfer cái điều đó. Ok, như sẽ bóc thêm bài, à xin lỗi, còn một cái lá này vừa mới thấy,
take a break. Các bạn đừng có một thông điệp nhắc là hãy nghỉ ngơi, take a break. Ừ, Nhi cũng nghĩ là thông điệp dành cho Nhi luôn á mọi người. Bóc hoài lá này ngày nào cũng có. Như là cuộc sống của bạn là nguyên cái cuộc sống của bạn là cái cuộc sống làm việc rồi đó, nên là nó không phải là một cái mùa, mà là các bạn phải học cả đời, các bạn phải đi cả đời. Nên là hãy take a break nó. Cứ từ từ thôi ha. Moving on, các bạn có những lá như là moving on, có completion, union. Thì union đây với Nhi đó là một cái sự union về mặt linh hồn đó mọi người. Rồi các bạn có transition, liberation, change, grow, endings bring new beginnings, nghĩa là kết thúc. Đây là một cái kết thúc, một cái chu kỳ cũ, hay một cái quá trình cũ, hay một cái niềm tin cũ, hoặc là một cái hành trình cũ. Bây giờ bắt đầu một cái điều mới, các bạn sẽ lớn mạnh hơn, các bạn sẽ thay đổi, các bạn sẽ liberation là tự do, mà các bạn sẽ union, tái hợp với soul family của mình ở một cái mức đẳng cấp hơn mọi người. Ok, và đó là tất cả những gì Nhi dành cho các bạn ở tụi ba ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn tụi ba đã lắng nghe. Ở tụi ba này, thông điệp nó mang khá là nhiều tính spiritual, nên là chúng ta hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở và phù hợp với năng lượng của mình thôi ha. Cảm ơn các bạn tụi ba đã lắng nghe và theo dõi. Hy vọng là những thông điệp này, những cái gala này giúp ích cho các bạn, giúp bạn vững tin để keep moving, keep going. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn các bạn đã like và subscribe. Nếu các bạn chưa like và subscribe thì hãy nhớ like và subscribe cho Nhi nhé. Thank you. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp. Bye.